việc quảng bá giáo dục của Thánh Hiền trong thiên hạ, trong và ngoài nước, vì lợi ích chúng sanh. Hoan nghênh các vị đến với tiết mục Tiếng Vọng Từ Bốn Biển, sóng tập 6. Các vị khán giả xin chào mọi người. Hoan nghênh các vị đón xem tiết mục Tiếng Vọng Từ Bốn Biển lần này. Gần đây chúng tôi lại nhận được rất nhiều lời nhắn, gọi điện thoại tới của rất nhiều khán giả. Vậy thì hôm nay chúng ta lại cùng nhau nghe thử. Ở đây tôi có một người mẹ ở Quảng Tây gọi điện thoại tới. Cô ấy nói bản thân xem xong tiết mục sống vào ngày mùng 3 Tết. Ngày mùng 4 Tết cô ấy dắt con gái ra ngoài đi nhặt rác. Nhặt rác được 2 ngày, con của cô ấy biến đổi rất lớn. Cô ấy quyết định để cho con cô ấy tiếp tục đi nhặt 24 ngày. Chúng ta cùng nghe xem cô ấy nói gì nhé. Tôi làm giáo viên về yoga. Ngày mùng 4 tôi dắt theo con đi nhặt chai nước. Tất cả tiết mục thầy giảng ở trên trang Thánh Hiền chúng tôi đều luôn theo dõi xem. Ngày mùng 1 tới mùng 3 tôi xem hết 4 tập sóng. Mùng 4 tôi dắt con ra ngoài đi nhặt. Mặc dù con gái tôi trước đây cũng học, vẫn luôn học, nhưng cảm giác con tôi đọc Địa Tử Quy mà giống như đọc thiên thư vậy. Bây giờ nó đi nhặt rác 2 ngày trở về, lời của tôi có thể nghe lọt rồi. Sau đó cũng không còn cãi lại tôi nữa. Nói cái gì thì con tôi đều làm theo. Khi đi nhặt chai nước, con tôi cũng rất chăm chỉ, cũng chịu khổ được rồi. Bởi vì lúc chúng tôi đi nhặt chai nước thì chúng tôi không ăn cơm. Buổi sáng không ăn gì, cứ thế đi nhặt. Buổi chiều hơn 3 giờ quay trở về mới ăn cơm. Bởi vì tôi đến Tân Thị, chính là nhặt ở trong thành phố của chúng tôi. Lục các thùng rác, nhìn ở trên mặt đất, tôi để cho con tôi nhặt thì nó nhặt. Tôi nói sáng mai thức dậy, buổi sáng phải đi nhặt chai nước. Nếu không thì không có cơm ăn. Sau đó, con tôi cũng trực tiếp đi nhặt cùng tôi. Con tôi có thể nghe lọt lời nói của tôi rồi. Trước đây con tôi cũng đang học, nhưng mà có một điểm. Có khi nói là con tôi thì con tôi cứ chậm chạp không chịu đi làm. Nó đi làm việc thì nó cứ chậm chạp lề mề. Hoặc là lời nói nó không nghe lọt tai. Sau 2 ngày này thì nói gì nó cũng chịu nghe. Có khi không cần nói, để sách ở đó thì nó biết là kêu đi đọc kinh, bảo là nó phải đi làm cái gì. Thế nên bình thường bản thân con tôi cũng hiểu phải đi làm việc. Trước tới giờ tôi vẫn luôn xem trọng giáo dục, nhưng mà không biết làm thế nào để dạy con mình. Bản thân chúng tôi cũng không được nhận sự giáo dục như vậy, cũng không có đức hạnh gì, cũng không biết làm sao mà dạy. Tôi chỉ biết nỗ lực hết mình, đem tinh lực đều dồn hết cho đứa con này. Phối hợp với thầy cô giáo, giáo viên dạy tôi phương pháp, tôi ở nhà thực hành. Cứ như vậy, trước mắt tôi có tính toán như vậy. Sau khi đi nhặt thì khắc phục những tập khí nội tại của bản thân, chính là ngạo mạn. Chính là sự ngạo mạn này đối với tôi mà nói ảnh hưởng rất lớn. Lúc mới bắt đầu nhặt, ngày đầu tiên đi nhặt với mọi người nhặt được khá nhiều. Nhưng ngày thứ hai, thứ ba thì gần như không còn nữa. Bởi vì nhân viên vệ sinh ở chỗ chúng tôi làm việc rất tốt. Thế nên thông thường ban ngày khi chúng tôi ra đường căn bản là không nhặt được gì. Tôi và con tôi nhặt từ sáng cho tới hơn 3 giờ chiều mới bán được 2 đồng. Bởi vì lúc đầu tôi dắt theo con mình nên không thể đi khắp các nơi, chỉ đi mấy con đường lớn. Thế nên mấy thứ nhặt được cũng chỉ nhặt được chai nước và lon nước, chỉ bán được 2 đồng. Hôm đó buổi chiều lại đi nhặt, chỉ bán được 1 đồng. 2 ngày đầu tôi đi nhặt, ngày đầu tiên bán được 3 đồng, ngày thứ hai bán được 2 đồng. Tôi cảm thấy tư tưởng quan niệm của con tôi đã thay đổi. Sau đó cứ tự nhiên mà đi làm những chuyện này, cũng không quan tâm người khác nhìn mình bằng ánh mắt gì. Chủ yếu là tư tưởng quan niệm biến đổi rất lớn. Chủ yếu là có thể tiếp nhận những lời thầy dạy, cho rằng thầy dạy rất đúng. Tôi cảm thấy điểm này là được rồi. Thông qua lời nhắn phản hồi từ rất nhiều khán giả trong và ngoài nước, chúng tôi phát hiện tiết mục sống có thể cứu vãn một gia đình, có thể khiến những người xem nhẹ cuộc sống có thể tiếp tục sống lại lần nữa, đồng thời còn có thể khiến những sinh viên đọa lạc, hủ bại quay đầu mà sám hối. Tiếp theo đây chúng ta cùng nhau nghe sự sám hối của một sinh viên. Bạn ấy đến từ Sơn Đông, Tế Nam, hiện tại đang học ở Học viện Công nghệ Mỹ thuật Sơn Đông. Bạn ấy nói là bài học sống khiến bạn ấy cảm động vô cùng. Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy.
Phật Đà giáo dục chân thật không trống rỗng. Nói rõ ràng thông qua giáo dục sống này, bạn ấy đã có khái niệm đối với trì giới, đối với chịu khổ. Bạn nói là bây giờ cảm thấy ăn uống thật mệt, cuộc sống trước đây vô cùng quá phận. Bạn ấy nói đã xem có nhiều phim ảnh không lành mạnh, bị độc hại quá sâu, dẫn đến năm 2014 phải nhập viện mổ. Mẹ bạn ấy phải chăm sóc hơn 10 ngày. Bạn ấy cảm thấy vô cùng hổ thẹn với ân đức dưỡng dục vất vả. Bạn ấy nói giờ cũng 20 mấy tuổi rồi mà còn dựa vào mẹ nuôi, thật không biết xấu hổ. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Bạn ấy nói cha bạn ấy qua đời khi bạn ấy mới hơn 1 tuổi, là một mình mẹ nuôi bạn ấy trưởng thành. Bạn ấy nói từ năm 10 mấy tuổi, một mình mẹ bạn ấy từ quê lên thành thị làm việc, làm hơn 20 mấy năm, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, năm nào cũng như vậy. Một năm chỉ có thể nghỉ ngơi được 8 ngày. Bà mẹ rất là khổ cực. Sự hổ thẹn áy náy của bản thân, sống tới 20 năm rồi mới xem được tiết mục sống, bạn ấy mới cảm nhận được. Đó là lời sám hối của sinh viên đến từ Tây Nam. Tôi có một lời nhắn trên mạng của một khán giả đến từ Thiên Tân. Cô ấy nói đây là một tiết mục giáo dục vô cùng cảm động, thức tỉnh lòng người. Là thầy vì muốn cứu vớt những đứa trẻ này mà dùng hết tinh lực sắp xếp chúng đi trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm lao động. Đây là hoạt động thực tiễn xã hội. Bạn ấy nói bình thường cha mẹ bảo hộ, còn có yêu chiều con cái, yêu chiều một cách quá đáng. Hiện tại những bạn sinh viên đi nhặt rác này lần đầu tiên trải nghiệm được kiếm được đồng tiền khó khăn dường nào. Không có thuyết giáo, chỉ có thực hành, lại khiến cho các bạn trẻ tự mình đánh thức được bản tính hiếu thuận. Cách làm này thật quá có trí huệ. Bạn khán giả ở Thiên Tân này nói có rất nhiều sinh viên sau khi ra trường đều là người nhà sắm cho laptop, điện thoại. Sau đó bạn ấy bất giác nghĩ tới em trai của mình. Em trai của bạn ấy khi học đại học cũng thấy bạn bè đều có mấy thứ này. Em trai bạn ấy lúc đầu rất hâm mộ, sau đó thì oán hận. Oán hận tại vì sao mình không có, thậm chí oán hận cha mẹ mình không cho mình một gia đình giàu có. Vì bản thân ở phương diện vật chất không bằng người khác mà cảm thấy tự ti. Cuối cùng năm tư đại học, tức là cuối năm 90, em trai bạn ấy đòi hỏi mãi cha mẹ cũng mua cho cái máy BB. Ngày ngày em ấy đều mang bên người. Bạn khán giả ở Thiên Tân không hiểu mới hỏi em mình: em không có làm việc thì muốn nó làm gì? Có người gọi em sao? Nhưng mà dù nói thế nào thì bạn ấy cũng rất kiên trì, nhất định phải mang cái này để tỏ vẻ bề ngoài. Cha mẹ của bạn ấy khi đó không hiểu cách giáo dục, phát hiện ra không đúng cũng không kịp uốn nắn. Thế là cho đến tận hiện nay, em trai bạn ấy đã hơn 30 tuổi rồi, vẫn luôn oán hận cha mẹ mình tầm thường, không thể được như cha mẹ người khác, dùng tiền hay dùng quyền giúp đỡ con cái mọi việc. Có thể thấy không hiểu giáo dục sẽ chôn xuống mầm tai họa. Khi xem được tiết mục này, bạn khán giả ở Thiên Tân cùng với con gái của mình xem, con gái của bạn ấy không ngừng cảm khái, vừa suy ngẫm lại vừa phát biểu tâm đắc. Bé gái nói là phải tiết kiệm nước, phải bắt đầu từ thứ nhỏ nhặt. Cả nhà bạn ấy cũng hủy kế hoạch du lịch xa xỉ trong năm. Bạn khán giả ở Thiên Tân cảm thấy tiết mục của thầy giống như là cuốn sách thánh hiền, mỗi ngày không thể rời xa, hoặc là xem, hoặc là suy ngẫm lại, hoặc là viết tâm đắc. Chỉ cần bây giờ nắm bắt cơ hội bù đắp lại thì mới có thể diệt trừ được tập khí xấu, cũng xem như là mất bò mới lo làm chuồng. Hai ngày nay có một bạn nghiên cứu sinh đang học theo trang web. Bạn ấy xem xong tiết mục sống thì có dự định mua vé xe lửa đến tìm ban biên tập của chúng tôi. Bạn ấy nói với chúng tôi, nói tiết mục sống này thật quá tốt, bạn ấy muốn đến chỗ chúng tôi học bài học này. Bạn ấy nói giờ bạn ấy mới ý thức được chịu khổ và trì giới quá quan trọng. Ở đây chúng tôi cũng khuyến khích những vị thầy giáo lập chí hướng muốn hoằng dương văn hóa truyền thống có thể đi trải nghiệm bài học này. Tôi ở đây cũng có một lời nhắn từ trên trang web của một khán giả đến từ Vũ Hán, Hồ Bắc. Anh ấy nói cảm ơn các thầy cô giáo. Đích thực là cuộc sống là đạo tràng, tôi luyện tập khí của bản thân. Trước mặt xuất hiện người diệt còn có vật, thật ra đều là khảo nghiệm bản thân, đặc biệt là nghịch cảnh. Nếu như trong lòng không sanh ra chút tâm lý bất mãn nào thì làm được cái gì? Không oán người, không thiệt thòi, không hối hận, cảm giác như vậy sẽ nâng cao rất nhanh. Nghịch cảnh đến chính là tới tặng phước đức, là tăng thêm phước.
Vì khán giả ở Hồ Bắc này nói anh ấy bị cận thị cũng cận 6-7 độ. Nghe bài giảng của thầy xong thì liền hiểu thực ra cận thị là giả. Đích thực là những năm này học tập văn hóa truyền thống, khi đeo kính lần đầu tiên bản thân thấy độ kính giảm xuống một chút. Được rồi, tiếp theo đây là lời nhắn của một vị khán giả. Cô ấy đến từ Ho Hút, Nội Mông Cổ. Vị khán giả này nói thế này, mọi người cùng nghe xem. Cô ấy nói thầy giáo tôn kính. Con chào thầy, hai ngày nay con xem tiết mục sống của thầy, xem trải nghiệm của các bạn nghĩa công và các em nhỏ. Con cũng theo đó mà rơi nước mắt. Mặc dù không có tự mình trải qua, nhưng mà tâm cảm ơn đối với cha mẹ tự nhiên nảy sinh ra. Đừng nói là con trẻ, đến người lớn như tụi con cũng thiếu bài học này. Cô ấy còn kể, ba của tụi nhỏ sau khi xem xong tiết mục sống thì lấy máy tính ra, ở đó tính toán gì đó. Anh ấy nói, anh đây định qua Tết sẽ bỏ ra 200 ngàn đổi chiếc xe mới. Vậy tính ra anh phải đổi bao nhiêu cái chai mới có thể đổi được một chiếc xe. Mọi người xem, con cái ở bên cạnh anh ấy, thấy ba mẹ làm như vậy thì sẽ có ảnh hưởng gì tới đứa nhỏ? Dưới sự giáo dục như vậy, con cái của anh ấy còn dám hoang phí hay sao? Ở đây tôi có một lời bình luận của một khán giả trên mạng. Khán giả này là một sinh viên. Bạn ấy nói là một sinh viên sau khi xem xong tiết mục này cảm thấy rất xúc động. Bạn có tin hay không thì tùy, nhưng các giáo viên vất vả nhọc nhằn, không hề có mục đích gì, cũng không có động cơ gì, chỉ duy nhất là hy vọng giá trị quan sai lầm, chủ nghĩa hưởng thụ của thanh niên trong xã hội này có thể ý thức được, có thể có được nhân sinh quan, giá trị quan đúng đắn, hiểu được hiếu kính, làm tốt, nền tảng làm người, tịnh nghiệp tam phước, làm được phước thứ nhất. Phước thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ. Làm được những điều này có thể khiến chúng ta gặp may mắn, tránh tai họa, cuộc sống càng mỹ mãn hơn, cảm ơn vô hạn. Các vị khán giả, xin chào mọi người. Hoan nghênh các vị tiếp tục đón xem tiếp mục sống. Hôm nay là tập cuối cùng. Tôi không biết mọi người xem những tập trước đó đã cảm nhận gì. Phản hồi mà chúng tôi nhận được thật quá mãnh liệt. Chúng tôi bản thân là người biên tập tác phẩm này, cảm thấy rất sâu sắc rằng thế giới nhân loại ngày nay, hàng ngàn hàng vạn gia đình ở trong nước hay ở ngoài nước đều phải xem xét lại. Lời này bắt đầu từ đâu? Chúng ta xem cao ốc nhà lầu. Rất nhiều gia đình có xe hơi, mỗi ngày ăn uống đều giống như là đón Tết. Quần áo mặc thì chất thành núi. Bạn hỏi họ xem hạnh phúc không? Không hạnh phúc. Không những không hạnh phúc mà còn thấy sống không có chút sức lực, sống rất chán nản. Vì sao vậy? Có liên quan tới việc cuộc sống vật chất phát triển hay không? Tôi nói với mọi người, nó có mối quan hệ trực tiếp đó. Nói như thế nào? Căn bản không thể sống như vậy. Sống sai rồi. Cách sống như vậy hiện tại đã phá hỏng luân lý đạo đức, phá hỏng nhân quả. Cái nhân bạn trồng đều là sai lầm. Đây là lời thật. Bởi vì ngày nay hiện thực đang bày ra trước mắt chúng ta, bạn không thể không nhận sai. Cho dù chúng ta nhìn vào trong nước hay ngoài nước, chúng ta đều phải suy ngẫm lại phương hướng phát triển của chúng ta. Tôi lấy một thí dụ cho mọi người xem. Tôi sống ở Bắc Kinh thời gian dài. Bạn xem buổi sáng thức dậy, chỗ khu dân chúng tôi sống, nơi ăn sáng cũng không có. Là thật. Bạn xem tôi đi hỏi những người trẻ tuổi sống xung quanh đó, bởi vì đều là thuê phòng. Khi thuê thì tôi phát hiện ra một vấn đề. Một chàng trai làm môi giới nhà có nói với tôi là, đại ca, cậu ấy gọi tôi đại ca. Cậu ấy nói, anh xem bây giờ McDonald's, KFC kinh doanh 24/24. Tôi liền nhìn cậu ấy. Tôi muốn hỏi cậu ấy một câu. Ba mẹ cậu ấy 70-80 tuổi cũng ăn cái này hay sao? Chúng ta không nói tới 70-80 tuổi, nói người tầm tuổi tôi, khoảng hơn 40 tuổi, buổi sáng ăn mấy món đó sao? Mỗi ngày ăn món đó sao? Khi chúng tôi còn nhỏ không ăn món này. Người phía Bắc đều biết bánh chiên, màng thầu, tàu phớ, sữa đậu nành khắp nơi đều có. Buổi sáng tỉnh dậy đều là mấy món này. Khi chúng tôi còn nhỏ là sống như vậy. Đúng là cảnh tượng phồn vinh của khói lửa nhân gian. Hiện tại không còn nữa.
quản lý thành phố đuổi hết toàn bộ rồi, dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đúng vậy, bữa sáng đi đâu mà ăn? Không quan tâm. Bây giờ hiện đại hóa, đều học theo phương Tây. Người phương Tây không ăn bánh quẩy, tàu phớ, họ chưa từng thấy qua thứ này. Đây là thí dụ mà tôi tùy tiện đưa ra, mọi người đều có thể phản hồi, có thể suy ngẫm. Vì trước đây chúng tôi sống trong con hẻm, trẻ nhỏ đi học về, ánh hoàng hôn chiếu theo, mặc dù chỉ là nhà cấp 4. Sau khi xảy ra động đất ở Đường Sơn thì đều là căn nhà đơn giản. Cứ đến 5-6 giờ chiều, khói bếp của mọi nhà đều bay lên, muỗi có thể ngửi được những mùi vị đó, mùi vị than củi cháy, mùi cơm chín, rau xào. Người lớn trẻ nhỏ đều ở trong con hẻm, có người tan ca, có người mua rau, náo nhiệt ồn ào. Cảm giác thân thiết này tôi hiện tại nhớ tới cũng không còn nữa, thật sự là không còn nữa rồi. Hiện tại bạn xem nông thôn cũng không có. Mọi người đón lễ đón Tết mà muốn bình thường ở đó, cầm điện thoại nhìn thấy cha mẹ, không có cảm xúc. Đây không lẽ là cuộc sống mà chúng ta muốn sống sao? Hiện đại hóa, thật sự là hiện đại hóa rồi. Thật hiện đại, cầm điện thoại là được. Bạn ở Pháp, bạn ở Mỹ đều có thể nói chuyện. Thật hiện đại. Thế nên sư phụ có giảng trong Hài Hòa Cứu Giảng Nguy Cơ, hiện đại hóa đã phá hỏng tình thân của con người. Có khi đó phỏng vấn năm 2006, 9 năm trước, tôi không hiểu lắm. Thật sự là sư phụ đã cứu chúng ta. Bạn càng nghĩ càng thấy đúng. Cuộc sống bây giờ chúng ta nhất định phải suy ngẫm lại xem. Bạn ở biệt thự, đi xe đẹp, không hạnh phúc, hưng phấn được một thời gian thì hết rồi. Bạn xem vẫn luôn nghĩ về những tháng ngày xa xưa. Vì sao lại như vậy? Người xưa rất có trí huệ, tuyệt đối không hề lạc hậu. Sau này có cơ hội chúng ta chuyên môn làm một bài giảng cho mọi người, phản tỉnh trăm năm. Chúng ta rốt cuộc phải phát triển theo phương hướng nào? Chuyện này can hệ trọng đại. Thế nên nói, phương hướng xã hội sai rồi, phương hướng gia đình sai rồi, bản thân của con người cũng giống như là mang giày vậy. Giày chật hay không thì chân mình biết rõ nhất, không thoải mái. Bạn làm cho tôi đôi giày như vậy thật không thoải mái. Nhìn thì có vẻ đẹp, nhưng đi vào thì không phải dành cho tôi đi. Thế nên khi đó sư phụ giảng trong tiết mục, người bây giờ sống không phải là cuộc sống của con người nữa. Bạn càng suy gẫm càng thấy đúng. Thật vậy, bạn cho rằng đó là lạc hậu? Không lạc hậu đâu. Người xưa ngàn năm giảng thế đã sống như vậy. Bạn xem mấy cửa tiệm nhỏ, mấy sạp hàng nhỏ bên đường, nhìn thật thân thiết. Đặc biệt là chúng tôi ở phía Bắc vào mùa đông, bên ngoài rơi tuyết lớn, thời tiết giá rét, ở bên ngoài bán mắm ruốc, có người bán rau mặn, đồ chua, âm thanh huyên náo. Cuộc sống của con người khi đó, con người hạnh phúc biết bao. Nếu như không hạnh phúc, bạn đi xem thử tất cả những tiểu thuyết, văn chương mà người thời đó viết, bạn bây giờ xem vẫn rơi nước mắt. Vì sao vậy? Cho thấy rằng khi đó tâm tình của họ rất tốt. Thơ từ thời Đường Tống thì không cần nói rồi, thật là quá đẹp. Mức độ tột đỉnh của nhân gian bây giờ có không? Tại vì sao lại không viết ra được? Hiện tại tại vì sao bạn nói nghe nhạc người ta hát lại chán chường như vậy? Sau khi nghe xong thì muốn nhảy lầu, bởi vì họ không muốn sống nữa. Mọi người nhất định phải biết, cuộc sống bình thường có tiêu chuẩn tự nhiên, không phải do chúng ta đặt ra. Chúng ta hiện nay là do dục vọng đặt ra, nó không bình thường. Bạn nhìn thấy hình như cao ốc, nhà lầu, tất cả đều rất phồn vinh. Không đúng, đây không phải là cuộc sống của con người. Đặc biệt là bạn xem tiết mục sống thì bạn càng hiểu rõ. Tôi tin là sẽ có rất nhiều người cũng có cảm nghĩ như vậy. Nếu không thì bạn không giải thích được. Tại vì sao họ ăn bánh bắp, rau mặn mà lại rơi nước mắt? Họ nói là họ hạnh phúc, họ quá yêu ngôi nhà của mình. Bây giờ bạn biến căn nhà bạn thành như cung điện, chúng luôn muốn bỏ đi, chúng không muốn ở đó. Chúng hận bật làm cha mẹ như bạn, chúng muốn tự sát, bạn làm sao giải thích đây? Chúng tôi giải thích được, bạn dùng mấy lý luận hiện đại, luân lý phương Tây, bạn cũng không giải thích được. Người phương Tây nói tới cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh. Họ đem cuộc sống vật chất phát triển tới tột bậc. Vậy đó là sự quý diệt của nhân loại rồi. Người phương Đông chúng ta không nói như vậy. Chúng ta nói tới Trung Hoa.
Cho nên Trung Dung, sách Tứ Thư bao đời nay bất diệt, đó là chân lý. Chúng ta tiếp theo đây phỏng vấn hai vị không phải là người đi nhặt rác, mà đi theo quay phim. Tiết mục này phải có người quay phim chụp ảnh, họ là người xem bên cạnh. Đối với người xem bên cạnh mà nói thì cảm giác của họ càng sâu sắc hơn, càng đáng để chúng ta lắng nghe. Chúng ta cùng nhau xem tiếp. Lần này mặc dù chỉ quay phim nửa ngày, thật ra trước đây con luôn cho rằng bài học giống như sóng này con thực sự không cần. Vì sao vậy? Bởi vì con từ trong chịu khổ mà lớn lên. Thầy nói con nhặt chai nhặt rác, con từng nhặt qua. Thầy nói chịu đói, con cũng từng chịu qua. Thế nên con cảm thấy bản thân con không cần bài học này. Nhưng mà nửa ngày này trôi qua, mới quay phim có nửa ngày mà con cảm thấy không phải con không cần, mà là con quá cần. Hơn nữa con cảm thấy mỗi người đều cần học, bởi vì bài học này khiến cho tất cả tập khí xấu của bản thân, tất cả những nhân mà khiến cho chính mình tương lai không hạnh phúc, toàn bộ đều được gột rửa hết. Bài học này làm con đột nhiên nhớ tới bạn học của con. Bởi vì khi con học đại học thì kế bên phòng có một bạn học, gia đình rất nhiều tiền. Khi đi học mấy bạn nữ gia đình đều rất giàu có. Khi đi học thì ba mẹ có xe đưa đi, nghỉ hè ba mẹ lái xe tới đón. Dáng vẻ rất xinh đẹp, cao 1m73, tóc dài gợn sóng, ăn mặc thời thượng không thiếu tiền. Trong ký túc xá có máy tính, xem phim ảnh, đi du lịch, có bạn trai, rất là giàu có. Tụi con đều rất ngưỡng mộ sao? Dạ, rất ngưỡng mộ. Hơn nữa sau khi tốt nghiệp đại học, bởi vì tụi con học tài chính, gia đình có mối quan hệ nên bạn ấy làm kế toán cho sở sự vụ luật sư. Công việc rất tốt, đi làm không bao lâu thì có bạn trai rồi kết hôn. Gia đình có căn nhà 2 lầu, ở trong biệt thự, trong nhà thì cái gì cũng có. Chồng là thạc sĩ, nhà chồng cũng rất giàu có. Thế nên sau khi kết hôn, bạn ấy đi du lịch khắp nơi. Tụi con trên mạng nhìn thấy ảnh của bạn ấy đi Vân Nam, đi Tứ Xuyên, đi du lịch khắp nơi. Thật quá mỹ mãn hả? Vâng, tụi con rất ngưỡng mộ. Kết hôn được khoảng nửa năm thì bạn ấy mang thai. Sau khi mang thai thì chồng, rồi thêm ba mẹ chồng, rồi thêm dân dân đều phục vụ cô ấy. Hơn nữa còn vô cùng che chở. Nhưng mà không được bao lâu thì bị té từ lầu 2 cầu thang trong nhà té xuống. Kết quả là đứa trẻ không còn. Sau khi mất con được nửa năm thì thân thể thấy không thoải mái, đi bệnh viện kiểm tra thì ung thư giai đoạn cuối. Cha mẹ tiêu rất nhiều tiền, tìm rất nhiều bác sĩ, đi rất nhiều bệnh viện nhưng không ai cứu được. Từ lúc phát hiện ra ung thư giai đoạn cuối cho tới lúc qua đời chỉ có 3 tháng. Thời gian ngắn ngủi như vậy thì qua đời rồi. Người mất rồi, và mất rồi. Tất cả bạn học tụi con đều không hiểu được. Nói con ấy còn trẻ, mới khoảng 30 tuổi. Trẻ tuổi như vậy giống như là cuộc đời mới chỉ bắt đầu thì đã qua đời. Cha mẹ, mẹ bạn ấy giờ giống như bị mất trí vậy. Mỗi ngày ở trong đầu, bởi vì chỉ có duy nhất một đứa con gái, duy nhất một đứa, mỗi ngày đều giống như bị mất trí. Trong đầu đều là con gái à, con gái ơi con trở về đi. Mỗi ngày ở trên mạng gọi con gái ơi trở về đi, mẹ nhớ con, sau đó tự trách, nói mẹ không chăm sóc tốt cho con. Con nói mấy lời này, nhưng sau đó thông qua tiết mục sống, con liền nghĩ đến nếu như bạn học của con, nếu như bạn ấy học được bài học này, nhất định bạn ấy sẽ không đi sớm như vậy. Vì sao nói như vậy? Bởi vì bạn ấy hiểu được, biết đủ, bạn ấy hiểu được không lãng phí, hiểu được tiết kiệm phước báo, bạn ấy có thể hiểu được. Tuổi còn trẻ, tôi không thể ăn ngon như vậy, dùng đồ tốt như vậy. Ở trong ngôi nhà lớn như vậy thì bạn ấy sẽ không qua đời. Người xưa thường nói cái gì vậy? Một đời người, phước báo của họ có hạn. Bà nội thầy, cha mẹ thầy thường nói cái gì? Ăn bao nhiêu, uống bao nhiêu đều có hạn của nó. Đó chính là phước báo của con. Không nên chà đạp, đừng lãng phí. Không được phải như thế nào? Không được lãng phí quá mức. Không được quá mức, không được lãng phí. Ăn uống ở dùng bao gồm nổi tiếng cũng vậy. Hiện tại đều đem cái này đánh đổ rồi. Đánh đổ rất nhiều năm rồi.
mọi người không tin tưởng nữa, căn bản không tin tưởng vận mệnh. Được rồi, không tin tưởng vậy thì mọi người phải làm sao? Có một ngày tính một ngày. Thế nào? Mặc tình mà hưởng thụ. Người xưa hiểu được. Con xem câu đối đó gọi là trân trọng lương thực. Lương thực phải trân trọng. Trân trọng quần áo. Quần áo con phải hiểu được trân trọng thì mai giá lại. Người hiện tại nói người khi đó ngốc, không biết là ai ngốc. Trân trọng lương thực quần áo chứ không phải tiết tiền, không phải là không nỡ tiêu tiền. Con cái nhà giàu cũng dạy như vậy, cũng phải làm như vậy. Vì sao vậy? Tiếc phước duyên, phước báo trong một đời của con có hạn. Con trẻ tuổi như vậy mà đã hưởng thụ như vậy, vì đứa con bại gia chính là tạo ra như vậy rồi. Tổn phước, tổn thọ, phước báo tổn thất quá nhiều. Thọ mạng tổn thất quá nhiều thì người phải đi sớm, là thọ mạng ngắn. Hoàng đế của Trung Quốc 200-300 vị hoàng đế, họ từng tính toán qua, chuyên gia từng tính qua, thọ mạng bình quân của họ là 37,2 tuổi. Đã tính ra rồi. Vì sao vậy? Hưởng thụ quá mức. Cho nên nói, cho dù là hoàng đế hay là bá tánh thấp kém, con xem trong đại học có nói, tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân, trên từ hoàng đế dưới đến kẻ bán rau, nhất thị giai dĩ tu thân vi bổn. Cái gì gọi là tu thân? Tu thân cái đầu tiên. Con xem trước tu thân còn có bốn câu nói: cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm. Sau đó là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Vậy mọi người đều phải tu thân. Cách tu thân như thế nào? Đầu tiên là cách vật. Cách vật, con xem tại Sư Ngẫu Ích có giảng rồi, Tư Mã Quang cũng giảng lời này. Gọi là cái gì? Cách trừ vật dục. Sư phụ khi giảng kinh cũng giảng rất nhiều lần cách trừ vật dục. Vì sao vậy? Một người khi dục vọng mãnh liệt thì mỗi ngày anh ấy sẽ phóng túng hưởng lạc, tiêu hao phước báo của mình. Từ nhỏ đã đạm bạc, đối với việc này anh ấy hiểu. Hiểu chuyện, đứa trẻ này hiểu chuyện sớm. Trong nhà dạy, con không dạy chúng, con toàn dạy chúng ngược lại. Chúng không phải là biến thành đứa con bại gia hay sao? Cho nên con xem, cách vật được đặt ở đầu tiên. Dần dà cuộc sống xung quanh càng ngày càng biến đổi, cuộc sống càng ngày càng tốt, dục vọng càng ngày càng nhiều, giáo dục thánh hiền càng ngày càng giảm dần. Nhân loại đến bây giờ là quá trình gì? Quá trình dục vọng càng ngày không ngừng tăng trưởng. Quá trình đức hạnh của con người không ngừng giảm xuống. Là chuyện như vậy đó, chứ không phải như cái mà các nhà khoa học hiện nay gọi là đang tiến bộ. Bản thân họ không thể thuyết phục bản thân. Vì sao vậy? Nhân loại bây giờ tiến bộ đã 100 năm rồi. Khoa học phát minh mà 100 năm đến được sự tiến bộ bây giờ. Mới chỉ 100 năm. Tất cả các nhà khoa học trên thế giới đều không phản đối, đều đồng ý nói địa cầu sắp hủy diệt rồi. Nhân loại không cách nào sinh tồn nữa. Đây gọi là tiến bộ sao? Con là nhà khoa học, con có tin không? Con còn dám nói đây là tiến bộ sao? Đời sau của chúng ta đến nước không có mà uống, cơm không có mà ăn, đều bị ô nhiễm rồi. Khoa học phát minh đó, con người không có đường sống. Nhân loại ở trên địa cầu này đã có hơn 1 vạn năm rồi. Sao chỉ có con phát minh ra khoa học, cái con gọi là tiến bộ? Sau cách mạng công nghiệp 100 năm mà con người sao lại thành ra như thế này? 2 lần chiến tranh thế giới, 2 lần chiến tranh vùng vịnh, chết bao nhiêu người rồi. Vì sao vậy? Dục vọng. Giờ con biết rồi đó. Chúng ta hiện tại có rất nhiều người hiểu lầm văn hóa truyền thống, không hiểu rõ căn nguyên ở đâu. Trong hoàn cảnh là khoa học kỹ thuật, chỉ có khoa học, chỉ có mấy thứ này mà không có thứ khác. Luân lý đạo đức cho là lỗi thời. Lỗi thời thì thế nào? Mọi người xem bây giờ như thế nào thì con liền biết được. Vô cùng thống khổ. Vì sao chị? Thứ nhất là con đi hỏi mọi nhà, con cái của họ, họ quản lý được không? Chúng có nghe họ không? Không quản lý được. Vậy thì không phải là xong rồi. Thế nên lời dạy của người xưa,
Hiện tại chúng ta mới nghe hiểu được, đời này của con có phước báo này, con phải trân trọng. Con không trân trọng, không tin tưởng lời người xưa dạy thì con sẽ như thế nào? Tai nạn của con liền tới. Hơn nữa người bây giờ buồn phiền gì đâu, họ không biết tai nạn này làm sao lại tới. Cũng giống như khi nãy con vừa nói, bạn học của con tốt nghiệp đại học, cuộc sống tốt như vậy, cho nên nói người xưa dạy con trẻ phải chịu khổ nhiều một chút thì mới tốt. Quá thuận lợi thì vô cùng không tốt, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhiều khó khăn một chút có lợi đối với cuộc đời của chúng. Ngoài ra phải để chúng phục vụ cha mẹ từ nhỏ tới lớn. Vì sao vậy? Thay chúng tu phước báo, phước báo của chúng càng tu càng nhiều. Phước báo hưởng hết rồi, mọi người ở đó nhìn vào thấy quá tốt, thật ngưỡng mộ, ngày ngày đều thế nào. Phước báo hưởng hết rồi, cái này tụi con nhìn thấy rồi đó. 30 tuổi mang đến cho gia đình cái gì? Là tai nạn. Người mẹ làm sao sống đây? Ai sẽ nuôi cha mẹ đây? Ở đó hưởng hết phước báo thì người phải ra đi thôi. Con nói người này không phải là cố ý, con hiểu được văn hóa truyền thống thì con biết được tai nạn này làm sao mà tới. Khi phước báo rất nhiều thì nó chắc chắn giúp cho. Cũng giống như áo giáp vậy, khi con sử dụng nó hết rồi thì tai họa liền tới. Lộc tận thì nhân vong. Người hiện tại không tin điều này. Lão Pháp Sư thường nói, tự làm tự chịu, con không có cách nào rồi. Người hiện tại nếu như mọi người đều biết trân trọng phước báo, đều biết từ xưa tới nay đều là dựa vào cái này mà sống tiếp, họ liền biết được hiện tại làm như vậy có tội. Khi thầy còn nhỏ đều là nghe cái này, chà đạp lương thực là có tội, nó không phải là phạm lỗi, là có tội, nên bắt con lại. Lời này là giáo dục con đã phạm tội rồi. Nhưng loại hà tất phải thử làm mấy chuyện này? Nói tôi không tin tưởng, con muốn làm thực nghiệm cái này. Tương lai báo ứng đến rồi thì xong rồi. Con người nếu không có cơm ăn, không có nước uống, vậy thì chết rất nhiều người. Vậy thì phải ăn rễ cây, gặm vỏ cây, thì con sẽ biết tai họa làm sao mà đến. Họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Con chà đạp lương thực mà, nhân quả báo ứng không hề sai biệt. Con không nên không tin tưởng. Đại tự nhiên nhất định sẽ dạy bài học này cho nhân loại. Con chà đạp xem, người có đức hạnh trong tai nạn này nhất định có thể sống sót. Phật Pháp nói trong cộng nghiệp, có biệt nghiệp, họ có thể sống sót. Vì sao vậy? Họ cùng chịu khổ với con, nhưng trước đây họ có tu phước báo, họ biết trân trọng lương thực, họ không chết đói được. Con có thể chết đói chứ họ không chết. Hiện tại nhà ăn trong trường học đều là như vậy. Tụi con buổi trưa tan học, bạn học cùng nhau đặt cơm, 4-5 người cùng nhau ăn cơm. Có rất nhiều bạn học không dám ăn hết cơm, không dám ăn sạch cơm, nhất định phải chừa lại. Vì sao vậy? Bởi vì nếu không chừa lại thì thật xấu hổ. Mọi người cảm thấy thế là mất mặt, rất mất mặt. Giống như chưa từng được ăn cơm vậy sao? Sao lại ăn sạch như vậy? Chưa ăn cơm bao giờ sao? Ngoài ra còn có thí dụ như mọi người cùng nhau ăn cơm, rõ ràng một món đủ rồi, hai món đủ rồi, không được, tôi phải gọi 3-4 món bày ra ở đó để nhìn. Cái đó phải gọi là ngược lại. Nói thế nào vậy? Tiết kiệm là đáng xấu hổ, lãng phí là vinh quang. Là ý này đúng không? Dân, học sinh mà đã vậy, tiền ở đâu mà có? Cha mẹ cho. Đều là cha mẹ cho. Ở trường đại học hay là trường cấp 2, hiện tại cấp 2 cũng rất phổ biến. Thường thấy nhất là học sinh đến sinh nhật thì mời mọi người ăn cơm cấp 2 hoặc là cấp 3. Đi có ăn một bữa cơm, nói thế nào cũng phải 300-400 đồng. Ăn xong lại đi hát karaoke, hát hò cũng phải hết 300-400 đồng. Một lần ăn sinh nhật như vậy có thể cũng mất cả 1000 đồng. Cả 1000 đồng đó toàn là dòi dĩnh cha mẹ cho. Có thể 1000 đồng đó là tiền sinh hoạt của một gia đình trong tháng đó, vậy mà dùng để ăn sinh nhật. Thế nên trong đại học rất phổ biến à. Thầy xem, mỗi một tháng đều có bạn học đón sinh nhật, mỗi tháng ký túc xá đều có tụ họp. Mỗi tháng hoặc là mỗi tối thứ sáu, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật được nghỉ, mỗi tối thứ sáu đều đi chợ mua đồ ăn cho một tuần. Đều mua cái gì? Mấy món ăn vặt, snack khoai tây, sữa chua, hạt dưa, toàn là mấy thứ này. Sau đó thì không đi học, cũng không rửa mặt đánh răng, không ra ngoài gặp ai hết. Ở trong phòng, ăn mấy thứ này, đọc tiểu thuyết, không đi học. Giống như một ổ chuột vậy. Thầy nói lời này không phải mắng người, mọi người nghĩ xem có lý hay không. Tụi con đi học đại học 4 năm đều trôi qua như vậy sao? Dân à, hơn nữa trong đại học
Mỗi một trường đại học đều có dịch vụ giặt ủi. Sinh viên đều không tự mình giặt quần áo, đem quần áo tới dịch vụ giặt ủi. Một đồng, hai đồng, một cái quần hoặc một bộ đồ đều là như vậy. Hiện tại mọi người chỉ biết tiền. Thầy nếu là hiệu trưởng thì không thể làm những chuyện thiếu đạo đức. Hình như là thuận tiện cho mọi người, nhưng đức hạnh không còn. Tiền thì lấy từ cha mẹ, trường học lại có thể thu nhập, dạng cả đôi đường. Thực ra trường học làm như vậy là thiếu đạo đức, cũng hại trẻ nhỏ. Còn để chúng đi giặt quần áo, vậy thì đức hạnh tốt đẹp gì cũng tới. Con cho chúng một đồng dứt vào đó. Tương lai chuyện thiếu đạo đức gì cũng dám làm. Vì sao vậy? Vừa tham ăn vừa lười làm, chưa từng được rèn luyện cuộc sống tối thiểu nhất. Thế nên chúng ta vậy mới biết được. Con càng xem thì càng hiểu rõ. Trong 100 năm gần đây, cái gọi là khoa học phát triển, khoa học phát triển thì con người đọa lạc, càng phát triển thì càng đọa lạc. Máy giặt hình như giúp cho con người thuận tiện rất nhiều. Thật ra không phải, con người càng ngày càng lười biếng. Con người lười biếng, con thấy có chỗ nào không tốt? Lười biếng cuối cùng thì diệt vong. Con suy nghĩ kỹ câu nói này mà xem. Bây giờ không phải là vậy sao? Thầy có nghe tin tức thế này. Cha mẹ đi công tác, có chuẩn bị sẵn cơm canh cho đứa trẻ ăn, nói con ăn đi. Cuối cùng là đứa trẻ đói lười đến nỗi không muốn từ ghế sofa bước tới tủ lạnh lấy đồ ăn, bị đói chết. Có đồ ăn mà lại đói chết, lười đến mức độ như vậy. Trong lịch sử nhân loại, con người lười biếng đến mức độ này chưa từng nghe qua. Vì sao vậy? Là khoa học. Khoa học mang đến cho con cái gọi là thuận tiện. Con người hiện tại đang thoái hóa cực độ, năng lượng thoái hóa, đức hạnh thoái hóa. Họ không biết phải làm sao mới tốt, làm thế nào cũng thấy không thoải mái. Trước đây từng nghe qua một câu chuyện cười. Đó là khi thầy còn nhỏ, nghe được một câu chuyện cười cổ đại. Có một người lười biếng, làm một cái bánh lớn đeo lên trên cổ. Ông ấy làm biếng cử động, tới giờ ăn thì cắn một miếng, để cho con dâu của ông ấy là một cái bánh to như vậy. Cuối cùng ăn hết một vòng bánh thì không giới tới nữa. Cuối cùng thì ông ấy chết đói. Vì sao vậy? Chỗ xa giới không tới, viền của cái bánh này giới không tới nên chết đói, không ăn. Chuyện cười như vậy bây giờ trở thành hiện thực của rất nhiều gia đình. Tụi con có cơ hội có thể xem bộ phim của Hệ Sắc Lô đóng gọi là Thời Đại Kiểu Mới. Thầy xem bộ phim đó, khi 7 tuổi thì thầy xem không hiểu. Học văn hóa truyền thống rồi thầy mới hiểu. Đó là một bộ phim thực sự là trào phúng văn minh công nghiệp, cảnh cáo tai nạn của nhân loại. Hay ở chỗ nào? Con xem nhà tư bản đó, anh ấy phát minh con người không phải tham ăn lười làm sao. Có dục vọng này, dục vọng tham lam, anh ấy phát minh cho con một cỗ máy. Con ngồi ở đó thì cái máy đó sẽ đi tới. Bên trên có bắp, không cần con đưa tay, không cần phải lột vỏ, con không cần phải làm gì cả. Chỉ cần há miệng ra thì cái máy đó sẽ quay vòng tròn, con có thể ăn. Ăn như vậy, sau đó thì cái máy đó hỏng, làm cho khắp nơi khuôn mặt đều là bắp. Thầy ở đó cười. Hiện tại thì thầy hiểu rồi. Tất cả những phát minh hiện đại, bao gồm xe hơi, con người tại vì sao bây giờ càng ngày càng nhiều bệnh. Con xem hiện nay đa số tố chất cơ thể của con người đang hạ thấp xuống. Nguyên nhân là gì? Là do ngồi xe hơi. Vậy trước đây đi bộ, còn có ngồi kiệu cưỡi ngựa, không có nhiều bệnh như vậy. Bây giờ quá thuận tiện, bỏ chút tiền là có thể ngồi xe. Con xem tài xế đó, đặc biệt là tài xế, cái gì mà bệnh dạ dày, viêm khớp, bệnh gì cũng có, do lười biếng. Nhà tư bản, nhà khoa học phục vụ con, hình như là đang mang tới cho con sự tiện lợi. Không muốn giặt quần áo, có máy giặt quần áo. Không muốn nấu cơm thì có tủ lạnh, có thể trữ đồ ăn cho nhiều ngày. Bệnh gì giờ cũng có. Hình như nhà khoa học mang lại sự thuận tiện cho con người. Con hiện tại hiểu rõ rồi đó. Thầy nói những lời này, có thể có một số người phản đối. Không sao, thời gian đang trôi qua, chúng ta sau này chờ xem. Đức hạnh của con người giảm sút, càng ngày càng lười, càng ngày càng tham lam. Năng lực của con người giảm sút, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đều không còn tác dụng, đa phần đều không có tác dụng nữa. Nguyên nhân là gì? Nhất định nhân loại phải phản tỉnh lại điểm này. Thầy luôn nói sinh viên bây giờ nên đi xin ăn, hơn nữa phải đi khoảng một năm. Con mỗi lần nghe lời này thì trong lòng đều là không phục lắm. Thấy khó nghe à? Con cảm thấy thứ nhất, con tốt nghiệp đại học. Thứ hai, con còn trẻ. Thứ ba, con có tay có chân. Con sao lại phải đi xin ăn? Con nghĩ con làm cái gì đó chẳng lẽ lại không ra tiền. Nhưng mà quay phim nửa ngày, bao gồm nghe những gì mọi người chia sẻ, con thật sự cũng cho là như vậy. Sinh viên hiện tại nhất định phải đi xin ăn. Nếu như không đi ăn xin thì vận mệnh cuộc đời họ sẽ rất thê thảm.
họ sẽ vĩnh viễn đau khổ, họ không biết cái gì là hạnh phúc. Thật sự là như vậy. Còn cảm thấy mọi người đa phần thiếu bài học này à? Có thể là do học đại học rồi mới học thì quá muộn rồi. Tiểu học nên học mới đúng. Đến khi học đại học thì toàn bộ đều là chơi bời ăn uống à. Thói quen rồi, bao gồm học tập, căn bản là không hề học tập. Nói tới học tập, thi cử thì sinh viên thường nói một câu: 60 điểm dạng tuế, thừa một điểm lãng phí, đều là như vậy. Khi thi cử thì tạo mối quan hệ tốt với thầy, chọn đề thi, trong 10 đề thi thì lấy ra 5 đề thi, học thuộc. Con nhớ khi con đi thi, trước đó nửa tháng bắt đầu học thuộc 12 môn. Sau khi thi xong thì con có thể lấy được học bổng. Vừa thi xong thì dứt sách dứt vở, toàn bộ tri thức cũng quên sạch. Thế nên căn bản không học được cái gì, học được đều là xa hoa. Có rất nhiều nữ sinh đến từ nông thôn, sau khi vào đại học thì hoàn toàn thay đổi, cả người đều là mặc hàng hiệu. Nếu con không mặc hàng hiệu thì sẽ bị người ta cười chê. Người ta nói mấy lời, chính là mấy lời không hay ho gì, mà người bây giờ chúng ta hay nói, mấy lời không đàng hoàng thì cũng phải nói theo. Không nói theo thì không hợp với đám đông, không nói theo thì chứng tỏ già rụng răng rồi, không có cách nào ở cùng với mọi người, bị lạc đội, hoặc là người ta sẽ nói sao con lại không thú vị chút nào. Toàn bộ đều là như vậy. Thế nên sau khi vào đại học chỉ có thể sống theo đám đông. Người khác lãng phí thì mình cũng phải lãng phí, người khác chơi bời thì mình cũng phải chơi bời theo họ. Đại học đều là như vậy. Thầy mặc dù không dám nói toàn bộ sinh viên đều như vậy, toàn bộ học sinh như vậy, nhưng mà thầy thấy mấy đứa tụi con hình như đều như nhau. Ở đây tụi con có thể làm nghĩa công, cũng xem như là những người khá tốt trong số các sinh viên, cũng đều trải qua kinh nghiệm như vậy. Con liền biết được tính phổ biến đích thực là như vậy. Thế nên con cảm thấy thật sự là như vậy. Cho dù là sinh viên đại học hay tiểu học hay là công thành danh toại, nhất định phải học bài học này. Bài học này ai cũng cần. Cảm nhận sâu sắc của con với bài học này vẫn còn một điểm. Bởi vì con có thể là người khá tự phụ, con cảm thấy bản thân con rất hiểu chuyện. Trước khi học bài học này, con thật sự cảm thấy bản thân con là người rất hiểu chuyện. Con cũng rất hiếu thuận. Con không có tiền tiêu vặt. Ngoài tiền ăn cơm thì không có tiền tiêu vặt gì cả. Cho nên không có nói có tiền thì mua cái gì, không có duyên phận này. Thế nên con luôn cho rằng con rất hiểu chuyện. Nhưng mà ngày đó, con nhớ buổi chiều đi ra ngoài quay phim. Con chỉ quay phim một buổi chiều. Khi đó rất nóng, vô cùng nóng bức, nắng chiếu đến khó chịu. Trước đây thực ra ra ngoài trải nghiệm không được cái này. Ngày đó con đi quay phim, nhìn thấy mọi người đi lật từng thùng rác một, thì con nhớ tới cha mẹ của mình. Bởi vì cha mẹ của con đã từng làm qua công việc dọn vệ sinh, quét đường phố. Họ làm qua công việc này. Trước đây con mặc dù không chê ba cha mẹ, cũng nói với bạn học là cha mẹ con làm công việc đó không hề chê bai, nhưng mà không hiểu được cha mẹ cực khổ ra làm sao. Khi con bị ánh nắng thiêu đốt trong nửa ngày, con đột nhiên nhớ tới cha mẹ con từ sáng đến tối, mỗi ngày cũng giống như những bạn học sinh này, phải không ngừng quét dọn. Một ngày không quản là nóng nực thế nào, các bạn học sinh khi nóng thì có thể tìm một nơi có bóng râm nào đó để tránh nắng, có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng đối với những người quét dọn vệ sinh mà nói thì họ không thể. Có nóng hơn nữa thì đó là công việc phải quét dọn, đó là công việc phải làm. Có nóng hơn nữa thì cũng phải làm. Trước đây con không biết được. Con nhớ con từng nói với mẹ của mình, bởi vì cha mẹ của con rất tiết kiệm. Con thường gọi điện thoại nói, hỏi mẹ làm món ăn gì. Mẹ nói là tụi con đều không ở nhà, mẹ không đi mua gì hết, không có gì để mua cả. Trừ khi ông nội con quay về thì mẹ mới đi chợ mua đồ. Ông nội không về nhà thì mẹ con hầu như không mua gì cả. Ấn tượng của con rất sâu sắc. Trong nhà con lúc nào cũng là rau cải, khoai tây, cà chua khoai tây, luôn ăn những món này. Con nói với mẹ, mẹ tiết kiệm tiền để làm gì? Con nói con không cần mẹ tiết kiệm tiền. Mẹ tiết kiệm tiền làm gì? Khi đó con không hiểu, cho rằng mẹ tiết kiệm tỉ mỉ như vậy. Con nói mẹ tiết kiệm làm gì? Con không hiểu, nhưng mà lần này ra ngoài tham gia bài học giáo dục sống này, con biết là kiếm tiền rất là cực khổ. Đi ra ngoài giống như tụi con một ngày, từ sớm đến tối, có thể nhặt được 10 đồng, 10 đồng tiền này cũng chỉ đủ để lấp đầy cái bụng. Nhưng đối với cha mẹ mà nói thì không phải. Cha mẹ một ngày, tiền ga, tiền điện, tiền nước trong nhà, con cái đi học, trong nhà có người lớn tuổi bị bệnh, tất cả mọi mặt. Nếu như nói nhân tình
thì tất cả mọi thứ này mẹ đều phải suy nghĩ đến. Mẹ không giống như tụi con. Tụi con thì một mình ăn no là được rồi, hình như tiền đủ dùng thì đã thỏa mãn rồi. Nhưng đối với cha mẹ mà nói thì không như vậy. Số tiền mà mẹ vất vả kiếm được thì mẹ phải suy nghĩ gấp 10, gấp trăm lần so với tụi con. Thế nên bài học này có thể mọi người sẽ cảm thấy hiểu được cha mẹ không dễ dàng. Nhưng mà không hiểu được sự khổ cực của cha mẹ thật sự không hiểu nổi. Con nhớ trước đây, khi con còn đi học, con nhớ có một lần trường học tổ chức cho mọi người cùng nhau đi du lịch. Cả lớp đều đi. Cả lớp đi thì mỗi người phải đóng 50 đồng. Khi đó mẹ không cho con đi. Mẹ nói 50 đồng có thể đối với người có tiền mà nói thì 50 đồng không là gì, nhưng đối với gia đình mình thì số tiền này không nhỏ. Thế nên mẹ không đồng ý. Còn khi đó rất không hiểu chuyện. Con nhớ con nằm một ngày không chịu dậy, ở nhà nằm một ngày không chịu dậy, cũng không đi học, cứ nằm ở đó mà không ăn cơm, không nói chuyện, cứ nằm ở đó như vậy. Mẹ không cho con tiền, con cũng không đi học. Khi đó cảm thấy cả lớp đều đi rồi, nếu con không có 50 đồng đó vậy con sau này làm sao mà còn ở trong lớp được? Người ta sẽ nói nhà con nghèo, 50 đồng không cách nào ở lại lớp đó được. Cảm thấy không có mặt mũi nào đi học. Cảm giác duy nhất là không có mặt mũi nào đi học, chứ không hề nghĩ tới 50 đồng là tiền sinh hoạt của cả nhà. Con liền biết được có rất nhiều đứa con hiện tại bây giờ là do trường học dạy ra. Thật là như vậy. Họ không phải cố ý nhưng kết quả lại giống nhau. Họ đã dạy ra những đứa con bại gia. Con không phải cũng là một thí dụ sao? Mọi người đều có văn hóa như vậy, đều tiêu tiền cha mẹ, đòi muốn bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Dựa vào cái gì mà không đưa con tiền? Cha mẹ phải đưa con tiền. Trường học không quan tâm chuyện này, chỉ quan tâm thành tích. Cầm thành tích đi ra ngoài là yêu tinh hại người. Là cái gì? Ăn bám cha mẹ. Cha mẹ sống chết thế nào không quan tâm. Giáo dục như vậy không gọi là giáo dục được rồi. Lần này nhìn các bạn học, nhìn các nghĩa công đi nhặt rác. Nơi nhặt rác lớn như vậy, tụi con có hơn 20 nhóm như vậy, thì cho thấy rằng hình như một nhóm vừa lục thùng rác này vừa lật xong được 5 phút, còn chưa tới 10 phút thì lại có một nhóm khác tới lục. Toàn bộ đều là trong quá trình như vậy. Mọi người đi nhặt tiền, không dễ dàng gì kiếm tiền. Thật sự là vô cùng không dễ dàng. Còn có những thanh thiếu niên mà con nhìn thấy ngoài đường, con lại so sánh với những đứa trẻ học văn hóa truyền thống, con có cảm nhận gì? Cảm xúc rất sâu sắc. Thí dụ như nói bạn học của tụi con đang nhặt rác, đi lục từng thùng rác một, bên cạnh cũng có một thanh niên. Anh đó cũng cỡ tuổi con, khoảng 20 mấy tuổi, quần áo cũng không mặc, ngồi bệt ở dưới đất, tay cầm điện thoại chơi. Đang đi đường tất cả đều như vậy. Cho dù là nói chủ cửa tiệm, nhân viên bán hàng hay là đang đi đường, người trẻ tuổi trong tay đều cầm điện thoại, gọi điện thoại hoặc là uống nước ngọt, hoặc là đang ăn gì đó. Toàn bộ đều là như vậy. Mấy bạn nữ thì ăn mặc những bộ quần áo không giống ai, thậm chí đến tình trạng mà nhìn cũng không muốn nhìn đến, hở hang không ra sao cả, rất hở hang. Vừa nhìn là thấy điều như vậy. Nhìn những cửa tiệm bên cạnh, những tiệm ăn, con trai hoặc là nhìn chằm chằm vào mấy cô gái đó, không thì toàn bộ đều như vậy. Căn bản là không có cách nào chấp nhận được. Con trai cũng nhuộm tóc vàng sao? Nhuộm tóc vàng xỏ khuyên tai. Hơn nữa bây giờ đã tới mức không cách nào mà xem được. Hiện tại ở bên ngoài, ban ngày thì ba qua, tối thì toàn là nói chuyện này nọ, mỹ nữ như thế nào, căn bản là không hề quen biết. Thực sự là giống y chang một kẻ lưu manh vậy. Cái này vào thời của thầy gọi là chọc ghẹo con gái. Con không cần nói cái khác. Nếu như vào thời xưa thì sẽ bị bắt. Thời của thầy dường như không có loại người như vậy. Làm gì mà như vậy chứ? Hiện tại con đi ra ngoài đường mà xem, mấy người trẻ tuổi chúng ta nhìn thấy quá nhiều. Mọi người đều cho đó là bình thường. Không như vậy. Không như vậy thì nói người này thật nguyên tắc. Dùng lời hiện đại tức là người này không thú vị, chứ không vui. Người trẻ tuổi chúng không học như vậy, cũng phải học như vậy. Vì sao vậy? Dùng lời của chúng thì làm sao mà lăn lộn trong xã hội, cũng phải giống với họ. Hơn nữa lần này trong quá trình quay phim, có rất nhiều cảnh mà con cảm thấy rất có giáo dục với con. Trong đó có một cảnh, một nghĩa công dắt theo một bạn học từ trong thùng rác nhặt được một túi nhãn. Hai người quỳ trên mặt đất nhặt ra từng trái một. Cái cảm giác hạnh phúc trên mặt khi nhặt được túi nhãn không thể nào mà hình dung được. Giống như là nhặt được vàng vậy. Chính là cảm giác hạnh phúc đó. Bên cạnh người đi tới đi lui rất nhiều, đều ở đó nhìn.
Hai bạn học rất vui vẻ. Nhưng mà hai bạn ấy quỳ ở đó nhặt từng trái một, cảm giác hạnh phúc trên mặt. Nhìn thấy trái nhãn đó, con cảm thấy con người thật sự không cần quá nhiều. Nói cái gì phát triển kinh tế, chủng loại nước ngọt có tới 10 loại, 20 loại, hàng trăm loại, hàng trăm loại bánh ngọt đều không cần. Họ chỉ cần ăn no là được rồi. Tương phản, nếu mà cho họ càng nhiều loại, cuộc sống vật chất này càng đầy đủ càng nhiều, thì dục vọng của họ càng ngày càng lớn. Không được thỏa mãn thì họ sẽ càng đau khổ, sẽ đánh mất hạnh phúc. Ngược lại, có được lại là đau khổ. Nhưng mà bằng học của chúng ta nhặt được một túi nhãn, hình như vấn đề ăn uống được giải quyết rồi. Cảm giác hạnh phúc ở trên mặt không cách nào hình dung được, thật sự là không cách nào hình dung. Thế nên người bây giờ, tại vì sao lại không hạnh phúc? Bây giờ thực ra mỗi một người đều có thể hạnh phúc, chỉ là họ không muốn cái hạnh phúc này. Mỗi một người đều có thể có được hạnh phúc là bản thân họ không muốn. Mọi người đều không có cảm giác hạnh phúc. Nguyên nhân gì mà không tìm thấy hạnh phúc? Quá phận rồi. Thật quá phận. Chúng ta phải nói là để mọi người trở về tình trạng nghèo khó, không phải cái ý này. Con người cần đầy đủ sung túc, cái gọi là dùng đất trù phú. Con xem từ xưa tới nay, người ta đều lấy đó làm điều tự hào. Cuộc sống xung quanh đầy đủ sung túc, con người nhất định phải biết. Làm người phải có tiết chế, cái này rất quan trọng. Nơi này của con có giàu có hơn nữa thì sao? Lạc nhi bất dâm. Con xem trong lễ chế xưa có giảng, lạc nhi bất dâm. Dâm là gì? Quá phận. Đừng quá phận. Buồn nhưng không bị thương. Ba câu nói truyền đến bây giờ, phú quý bất năng dâm. Hiện tại thật quá phận. Giàu hay nghèo đều quá phận. Không cần quan tâm có phải là dùng đất trù phú hay không. Dù cho phải đào khoét thì họ cũng phải để bản thân hưởng thụ. Thật quá phận. Vì có tiền thì càng không phải nói, mở không nổi mắt nhìn nữa, con liền biết được. Thầy nghe nói có một bãi rác, bãi rác tích lũy cao dày như vậy đó. Đám giấy ở trong đó gần như chưa dùng gì mấy đã dứt rồi. Ở đâu vậy? Vừa nhìn thì thấy bên trên có văn kiện. Cục nào của địa phương đó, cục vệ sinh, cục giao thông dứt ra, tạo đi, không thèm mở mắt nhìn. Hiện tại làm quan cũng được, làm bá tánh thì bình dân cũng được. Toàn bộ đều là như vậy. Là cái gì vậy? Thật quá phận. Thế nên con biết được, họ làm sao mà cảm giác hạnh phúc chứ? Nếu như nói quá phận có thể mang đến hạnh phúc cho con người, vậy thì câu nói phú quý bất năng dâm là sai rồi. Cũng không thể nào truyền mấy nghìn năm. Nhưng đã truyền mấy nghìn năm rồi. Cho nên từ thiên tử cho đến thứ dân đều phải lấy tu thân làm gốc. Được truyền từ trước thời nhà Chu, hơn 4.000 năm, hơn 3.000 năm, con liền biết được văn minh Trung Hoa tuyệt đối không phải nói là từ khi có văn tự mới có. Không chỉ khoảng thời gian đó. Sư phụ thường nói hơn 1.000 năm ít nhất cũng dài như Ấn Độ. Lịch sử có Ấn Độ hơn 1.000 năm. Chúng ta không thể nào, con xem nội dung là con sẽ biết, tuyệt đối không thể nào là thời gian ngắn như vậy. Đời đời tương truyền. Thế nên mọi người xem cái này phải có tín tâm. Lời không đúng thì không ai mà truyền tiếp cho đời sau. Chúng ta lấy một thí dụ, trở lại 40 năm trước, mọi người ai ai cũng biết, chúng ta đều biết đi học phải ghi nhớ tựa đề đầu tiên trên báo. Trên đó ghi câu nói gì? Nhân dân toàn quốc phải học cái gì? Nhất định không được quên đấu tranh giai cấp. Vào thời cách mạng văn hóa, hiện tại để cho các phụ huynh trở về nói với con cái mình, nhất định không được quên đấu tranh giai cấp. Ngày ngày phải dạy truyền cái này cho đời sau. Con sẽ truyền sao? Vì sao không truyền? Vì đó sai rồi. Quốc gia cũng được, trung ương cũng được, đã từng nói nó đó là sai. Bá tánh cũng biết, chịu đủ mọi khổ sở, tuyệt đối không thể đem lời này truyền cho đời sau. Con gì mới biết được? Giờ mới qua có 30-40 năm. Con không cần nói, không có ai truyền cho đời sau. Mọi người đều không nhớ tới chuyện này nữa. Mới có 30-40 năm thôi. Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di. Lời này đã truyền mấy nghìn năm rồi. Nếu như đó là sai thì có thể truyền được sao? Nếu không đúng, dùng lời của con, tức là cặn bã, bị lật đổ, cặn bã. Tại vì sao truyền mấy nghìn năm, tới tay của con lại trở thành cặn bã? Mấy ngàn năm đều dựa vào đó mà sống. Cho nên nếu nói đó là cặn bã, không ai phục. Nói không thông, bản thân con cũng không tin tưởng. Ngược lại, con dùng lời này để dạy người, như vậy thì đã trở nên tốt.
Bây giờ con nghĩ đủ mọi cách, thật sự không có tác dụng, bó tay hết cách. Phụ huynh đều là như vậy, giáo viên cũng không có cách nào, không cách nào dạy dỗ đám trẻ. Con dùng bài học này vừa dạy thì chúng sẽ hiểu. Dùng phương pháp gì? Dùng hai câu nói được truyền mấy ngàn năm này, đơn giản biết bao. Đi đâu mà tìm được tổ tiên vĩ đại như vậy? Chỉ có chúng ta mới có. Con có thể không cảm ơn sao? Con có thể không tự hào sao? Có thể không tự tin hay sao? Cái gì cũng không có tác dụng, vẫn là phương pháp mà tổ tiên dạy có tác dụng. Vì sao vậy? Nó đã trải qua thực nghiệm khoa học. Cái gì là thực nghiệm khoa học? Cái đầu tiên kiểm nghiệm nghiêm khắc nhất chính là thời gian. Nó có thể truyền cho đời sau hay không? Nếu là sai, con có nói cho con của con không? Nếu là sai thì không ai dám nói, nhất định đem cái tốt nhất về cho con trẻ. Vậy thì con nói cái này rõ ràng là sai, đem nó cho là đúng. Vậy thì qua một thời gian phát hiện ra sẽ sửa. Lý lẽ sai trái có thể truyền 5.000 năm để dạy người sau. Nói mọi người phải tuân thủ lý lẽ sai trái, không thể nào. Kiểm nghiệm thời gian, đây là thực nghiệm khoa học vĩ đại nhất. Thứ hai, kiểm nghiệm không gian. Trong thiên hạ này, tất cả các nhân sĩ, bạn đến thử xem đều có tác dụng. Từ xưa đến nay, trong hai ngoài nước chỉ cần bốn chữ là con liền biết được. Đó gọi là cái gì? Thực nghiệm khoa học vĩ đại nhất. Thực nghiệm khoa học vĩ đại nhất chứng minh tổ tiên của chúng ta vĩ đại. Họ phát hiện ra chân lý vũ trụ nhân sanh. Con nói con nằm ngoài chân lý. Gia đình tôi nằm ngoài chân lý. Gia đình con không do quy luật tự nhiên quản lý cũng được. Cái này không miễn cưỡng. Vậy thì tội của con vẫn chưa chịu đủ. Thầy cảm thấy có một số phụ huynh họ không thể tiếp nhận. Một số người không thể tiếp nhận. Cái này thật quá phận, hoặc là quá khổ, hoặc là đây đều là cặn bã của xã hội phong kiến, lỗi thời rồi. Chúng ta không cần giải thích, không cần miễn cưỡng. Vì sao vậy? Trong lòng biết được tội của họ vẫn chưa chịu đủ. Tương lai con của họ đòi mạng họ. Vậy tại vì sao con lại không giúp họ? Không phải không giúp mà họ không nghe. Họ cho rằng tri kiến của bản thân là đúng, chấp trước kiên cố. Phật Pháp có nói bát nạn, tám loại tai nạn. Tám loại tai nạn của đời người, trong đó có một cái gọi là gì? Sở tri chướng. Những gì bạn biết lại trở thành chướng ngại của mình. Bây giờ tri kiến của con người nhất định phải lấy khoa học ra. Không phù hợp khoa học thì là không đúng. Khoa học 300 năm, coi như là 300 tuổi. Văn minh của chúng ta 5.000 năm, một vạn năm. Vậy thì con nên tin cái nào đây? Con nói xem văn minh của chúng ta vĩ đại hay không? Văn minh chúng ta là dựa vào ba câu nói này mà sống. Sử gia đều công nhận đặc điểm của chúng ta là uy vũ bất năng khuất, phú quý bất năng dâm, bận tiện bất năng di. Chính ba câu nói này là đại biểu. Con phủ định ba câu nói này, văn minh của chúng ta không tồn tại. Con đem tinh thần dân tộc phủ định rồi. 5.000 năm, khoa học chỉ có 300 năm. Khoa học thực sự đó là một phương pháp, là công cụ chứ không phải là toàn bộ. Chúng ta không nói phản đối khoa học. Trồng một cây lúa, trồng một cây bắp cũng phải dùng khoa học. Con cũng phải xem 24 tiết khí. Người xưa có sách tế dân yếu thuật, thiên công khai vật, đó không phải là khoa học sao? Đông y nói chữa bệnh của bạn, cây kim này châm vào đâu, đó không phải là khoa học sao? Khoa học của chúng ta cao cấp hơn phương Tây nhiều. Vấn đề là quan điểm của người bây giờ. Cái khoa học mà họ nói chỉ có phương Tây, phương Đông không có khoa học là như vậy sao? Chúng ta căn bản không phản đối khoa học. Làm sao có thể phản đối khoa học chứ? Đông y chính là khoa học. Phản đối khoa học không phải là phủ định đông y sao? Đông y nói kinh mạch, phương Tây căn bản không biết. Đến bây giờ khoa học đó cũng không thể chứng minh kinh mạch. Cái này của chúng ta quá cao cấp rồi. Chu dịch đó là khoa học cao cấp nhất. Nhị phân trong máy tính là căn cứ vào đó. Đó là khi nào? Dùng lời của họ thì đó là thời kỳ nguyên thủy. Ăn lông ở lỗ. Vậy sao con không thử nghĩ xem, người ăn lông ở lỗ tại vì sao lại thông minh như vậy? Tất cả các kinh điển nguyên thủy đều viết vào thời kỳ đó. Nói không thông đúng không? Nói phải để cho xã hội càng ngày càng tiến bộ, loài người càng ngày càng có trí huệ, càng ngày càng vô cùng phát đạt. Con xem có phải như vậy không? Vì sao thầy thấy con người càng ngày càng ngốc, càng ngày càng trì độn vậy? Khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển, mức sống của con người càng ngày càng thấp xuống. Chẳng lẽ không phải sao? Không có nước sạch, không có thực phẩm an toàn, cái gì cũng không có. Đúng rồi, ăn mặc ở dùng có nơi nào an toàn không? Đều bị ô nhiễm. Cái gì tạo thành? Không lẽ là do văn hóa truyền thống tạo thành sao?
mọi người dứt bỏ cái đó. Thế nên chúng ta nói khoa học chỉ là một loại phương pháp, nhưng mà không phải là toàn bộ. Vì sao vậy? Khoa học trong đó không có luân lý, không có đạo đức. Khoa học không dạy con người làm sao sống chung với người. Thế nên ngoài khoa học vẫn còn có một môn học gọi là triết học. Ngoài triết học còn có một môn học gọi là gì? Luân lý học. Còn xem môn học mà phương Tây họ phân chia, chúng ta không có. Chúng ta có một môn học, trong đó có khoa học, có luân lý học, có tâm lý học, có vật chất, có tinh thần, tất cả đều ở trong đó. Bây giờ chuyên gia học giả xem không hiểu, mấy người đó đều đang nói đất nước chúng ta lạc hậu. Còn xem phương Tây họ phân chia rất rõ ràng, họ sai rồi. Vì sao lại sai? Khoa học, triết học, tất cả cuộc sống, tất cả môn học đều không thể rời xa luân lý đạo đức. Nó là tương thông, đều là một. Lần này mọi người xin ăn cũng được, nhặt rác cũng được, trải nghiệm được rồi, không có đạo đức, không có luân lý được không? Con thử rời bỏ hai thứ này xem. Con chỉ cần dân chủ và khoa học. Con thử mà xem, nó chỉ là một môn trong các môn. Nó không thể là toàn bộ. Cái đạo là toàn bộ, đạo đức là toàn bộ. Đạo là toàn bộ, đạo là quy luật tự nhiên, cái gì cũng bao gồm trong đó. Con nhớ thầy thường nói với con một câu, thường nói bạn nữ này nhất định phải nhu thuận, phải nhún nhường, không được ngạo mạn. Còn khi đó không hiểu lắm, bởi vì con từ nhỏ đã rất ghét mấy đứa con gái nhu nhược khóc lóc, vô cùng ghét. Trong ấn tượng của con thì con gái phải mạnh mẽ, là con gái bản thân phải mạnh mẽ. Tivi dạy à, xã hội dạy chứ gì. Hơn nữa con luôn cho rằng là một người con gái mạnh mẽ có gì không tốt chứ, không cảm thấy như vậy. Mà bản thân con rất muốn như vậy, trào lưu xã hội là như vậy. Thế nên thầy nói với con phải nhún nhường, con phải nhu thuận. Thế nên con liền hỏi, tại vì sao phải nhu thuận? Con tại vì sao lại phải nhún nhường? Con không muốn nhún nhường, con dựa vào bản thân mình tự lập không phải cũng được sao? Nhưng mà lần này nhìn thấy mọi người ra ngoài học bài học này, học bài học nhặt rác này, con liền biết được, nếu không nhu thuận, không nhún nhường mà ngạo mạn thì không xin được ăn, không có cơm mà ăn, ở bên ngoài không thể bình an. Vì sao vậy? Đi nhặt rác, nhặt được một cái chai, nếu là của mình đi nhặt còn bị người ta mắng. Mắng rồi vẫn phải cúi đầu với họ, phải xin lỗi họ. Nếu như lúc đó mà ngạo mạn với người ta, nếu như không nhu thuận, không nhún nhường, không chịu thua người khác, dân nếu như không chịu thua kém, con nghĩ rằng cái có được là người ta càng mắng mình hơn hoặc là đánh mình, vậy thì người ta phải đánh con một trận rồi. Dân nhất định là thế. Thế nên bây giờ có rất nhiều tin tức đều là như vậy. Hai người nói chuyện nó không được dạy câu là mang lại họa sát thân. Thế nên xem mấy cái này, con liền hiểu được tại vì sao phải nhu thuận. Nhất định phải nhu thuận. Không nhu thuận thì đơn giản là xin cơm không được, sống được. Con làm không được, con liền biết được người cha người mẹ cả một đời này, vì sao người lớn đời này sống như vậy. Người đứng dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu. Người trẻ tuổi không biết lời này là có ý nghĩa gì. Cầu sống, sống được thật không dễ dàng. Con cho rằng chỉ mình con biết tức giận hay sao? Chỉ mình con biết đập bàn sao? Chỉ mình con biết ngạo mạn sao? Cha mẹ vì sao lại làm như vậy? Có phải là không thông minh bằng con? Con thông minh thì con đi thử đi. Con thử kiêu ngạo với người ta xem. Con ở trong công ty, con ở đó làm ông nội người ta, buổi chiều họ liền đuổi con liền, đi tính tiền rồi cho nghỉ. Con ở trong nhà, cha mẹ chiều chuộng con. Con ra bên ngoài, con thử xem. Nhún nhường có chỗ tốt, không ai mà không thích. Ngạo mạn không ai mà không ghét. Con nhớ khi tụi con còn đi học, có được dạy phải theo đuổi cá tính, nhất định phải có cá tính. Đây đều là người phương Tây dạy. Cá tính tới cuối cùng sẽ như thế nào? Mang vớ thì phải mang hai màu, chân này là màu xanh, chân kia là màu đỏ. Mang giày cũng như vậy, chân này mang chiếc giày màu này, chân kia mang chiếc giày màu kia. Ví dụ nói tóc của người ta, vì để cho người khác nhuộm lọn tóc chỗ này xanh, lọn tóc chỗ kia màu vàng, lọn tóc chỗ này đỏ, cuối cùng thì người không ra người, cá tính như vậy đó. Thầy nói con nghe, thầy nghe tụi con nói mấy lời này, thầy có một cảm nhận. Hiện tại ở nhà cũng tốt, trường học cũng tốt, xã hội cũng tốt, toàn là mấy thứ vô dụng này. Bên này xanh bên kia vàng, vớ thì chiếc bên phải xanh, chiếc bên trái thì... Cái này có tác dụng gì không? Cá tính này có thể thay cơm ăn không? Nói với mấy nghĩa công học sinh, nói với mấy người đang học bài học này, để cho họ có cá tính, họ sẽ nhìn xem rồi tiếp tục đi nhặt chai nước. Vì sao vậy? Cá tính có thể biến thành cơm ăn sao? Tại vì sao không dạy mấy cái sinh tồn cơ bản nhất về cách sống sót? Vậy con nói xem giáo dục này có tác dụng gì?
để chúng biết được làm sao mà sống sót. Đây là bài học quan trọng cơ bản nhất. Cái này còn không dạy mà để chúng ở đó làm gián, ở đó mà làm cái này kia. Chúng không thể sống sót. Gia đình của con sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Cha mẹ không thể nào ở bên cạnh chúng vĩnh viễn. Người nhà đều không còn nữa thì gia đình sẽ mất gốc. Vì sao vậy? Chúng sống không được. Chúng không có năng lực sinh tồn. Không lẽ không phải sao? Tại vì sao người bây giờ điên đảo đến mức độ này? Bài học này tại vì sao lại quan trọng như vậy? Đạo lý chính là ở đây, khiến cho con cháu đời sau của bạn có thể tự lực sống tiếp. Cái này không quan trọng hay sao? Tại vì sao lại không dạy? Tại vì sao lại không có ý thức được? Trong nhà, trường học, xã hội ngày ngày dạy thì dân tộc này mới có thể kéo dài được. Nếu không thì con cháu của con thì thấy có tiền là chạy theo, không quan tâm là người nước nào, đều gọi người ta làm ba, đều di dân ra nước ngoài. Đất nước không có người rồi thì dân tộc này sẽ đoạn diệt. Cái gọi là chúng ta thường thường nói một câu gọi là có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ, chủ tịch huyện, thôn trưởng, chủ tịch thành phố đều nên dạy cái này. Từ xưa tới nay, những người làm quan, chuyện đầu tiên phải làm là giáo dục, phong tục. Phải khiến cho những phong tục nơi đó bình thường, đầu tiên phải dạy họ sung túc, khiến cho cuộc sống có thể ăn mặc đầy đủ. Chuyện thứ hai, phải làm ngay đó là giáo dục. Sợ họ quá phận. Họ giàu có, lại giàu có thêm nữa thì cuối cùng người không ra người. Tại vì sao? Không có giáo dục con người. Con nghe xem có gì mà không tốt. Có rất nhiều người phản đối. Nguyên nhân của họ là gì? Gia đình họ không cần cái này sao? Con cháu họ không cần cái này sao? Họ phản đối. Thế nên bây giờ có nhiều người mở miệng là phản đối, tùy tiện phê bình, thói quen xấu. Họ hiểu không? Họ biết được ba câu nói này có ý nghĩa gì? Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, giáo dục sống. Bài học này dạy cái gì họ có biết không? Họ có từng suy gẫm một cách sâu xa không? Mở miệng là phê bình, đây là phong kiến lạc hậu lỗi thời. Ngày đó họ trước khi nói thì nhìn xem con cái của họ như thế nào. Lần này trong quá trình quay phim, có bạn học từ trong thùng rác tìm chai nước. Cuối cùng thì có một túi rác. Do không cẩn thận, do ở đó nhặt chai nước không cẩn thận, bên trong còn nửa hộp cơm chiên. Nửa hộp cơm chiên đó mở ra làm đổ bên trong thùng rác. Khi đó bạn học ấy rất tự trách. Tự trách rồi cứ đứng ở bên cạnh đó, nhìn chỗ cơm chiên bị đổ ra, nói sao bản thân lại không cẩn thận. Nếu như cẩn thận một chút thì đã có cơm tối ăn rồi. Hiện tại hai chúng ta không có cơm tối ăn rồi. Còn khi đó đứng ở bên cạnh cảm nhận rất sâu sắc. Tụi con ở nhà, mỗi ngày ba mẹ đều nấu cho ăn sẵn, không phải lo lắng gì. Toàn bộ đều là món ngon, không có khái niệm gì. Khi thực sự ra ngoài xã hội, để sống được phải đi xin ăn, không có tìm mua, phải dựa vào bản thân đi nhặt, thì tự nhiên cái gì cũng có khái niệm. Đối với cái gì cũng có cảm giác à? Đối với cái gì cũng có cảm giác. Thật sự là như vậy. Mẹ con thời gian gần đây luôn nói với con, cháu nó buổi sáng nhớ phải ăn. Luôn nói với tụi con, tôi cháu buổi sáng này tốt biết bao, bồi bổ thân thể nên phải ăn. Con nhớ thầy cũng nói như vậy. Đều là sợ buổi tối ăn không ngon, hoặc là bận đến tận khuya, để chừa phần cơm này lại. Không có quá nhiều khái niệm, cũng không có quá nhiều cảm giác. Con thậm chí còn cảm thấy buổi tối ăn nhiều sẽ mập. Buổi tối ăn nhiều như vậy, con cũng không muốn ăn chút nào, sẽ cảm thấy dư thừa. Dân à, sẽ cảm thấy vậy, không có khái niệm. Thậm chí là khi có mẹ, con cảm thấy buổi sáng thức dậy ăn không nổi. Đừng có ngày nào cũng nói hoài. Có đôi khi sẽ cảm thấy rất bực bội. Có khi vào buổi trưa, giáo viên hối tụi con mau đi ăn cơm, hối thúc đi ăn cơm, đều là như vậy, đều là hối thúc, kêu đi ăn cơm. Có cảm giác là đi theo phía sau, kêu đi ăn cơm, kêu đi nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều là như vậy. Có cảm giác thành thói quen. Cảm giác hạnh phúc có được, quan tâm yêu thương có được, không có chút khái niệm, cũng không có chút cảm ơn. Nhưng mà khi thật sự đi ra ngoài, đi nhặt rác, đi xin ăn, chỉ có thể tự mình đi, nhặt được thì ăn, không nhặt được thì không có gì ăn. Đối với cái gì cũng không có khái niệm. Tự dưng nhớ tới tô cháo mà mỗi sáng mẹ nấu cho con ăn, nhớ tới bữa cơm mà tối qua giáo viên đưa cho, đều nhớ lại hết. Cho nên con người khi có được dễ dàng, sẽ làm tổn thương đến người yêu thương mình nhất, làm tổn thương đến mẹ mình, tổn thương đến giáo viên. Hai ngày nay tụi con có cảm xúc rất là sâu sắc. Trong xã hội này phải hạ mình trước mặt người khác, họ mắng mình, khinh thường mình. Nhưng mà bình thường thì cha mẹ hay ông nội
hay người lớn hay giáo viên mỗi ngày đều nói mãi không ngừng, chốc chốc lại nói đứng thẳng, dây này thấp, dây này cao, tương lai ra ngoài sẽ bị người khác chê cười. Một lát lại nói đừng đưa tay sờ lên mặt, người ta sẽ nhìn mà cười cho. Một chốc lại nói vậy không được, mang như vậy. Một lúc thì nói con gái thì phải mang vớ. Toàn bộ đều là mấy câu nhắc nhở, những lời quan tâm yêu thương. Nhưng tụi con không có chút cảm giác gì, thật sự không có cảm giác. Thậm chí còn thấy rất phiền, thậm chí còn cảm thấy nhiều chuyện như vậy, yêu cầu nghiêm khắc như vậy, thậm chí còn thấy tại vì sao phải sống mệt mỏi như vậy, là có những cảm giác đó. Nhưng mà khi đi ra ngoài, những cảnh tượng đó làm con nhớ tới thế gian này không có ai sẽ như vậy. Chỉ có giáo viên, chỉ có mẹ, cha mẹ hay người thân mới đối xử mình như vậy. Nhưng mà con thường cãi lại, thật sự là như vậy. Giáo viên nhìn thì có vẻ là đang tức giận, thật là đang nói với con những lời thật tâm nhất. Con mau học đi, mau đọc sách đi, học thuộc bài đi. Nói nhiều như vậy mà con không có cảm giác gì. Nhưng một khi vừa ra ngoài thì thật sự cảm giác được không ai đối xử với con như vậy. Thật sự không có ai đối xử như vậy. Hiện tại có rất nhiều người, tụi con đều như vậy. Không đi học thì không hiểu được, cũng không nghĩ đến. Con nói cái này, thầy nghĩ rất nhiều người cũng có cảm giác này. Trước đây không lâu, ký giả của đài truyền hình Trung ương đi ra đường phỏng vấn hỏi: bạn hạnh phúc không? Bạn hạnh phúc không? Hình như không có ai trả lời rằng tôi hạnh phúc, không có. Đây chính là một điều tra thực sự, cảnh tỉnh chúng ta. Con người tại vì sao lại không hạnh phúc? Tôi tin là mọi người đều đang hỏi. Trên là quốc gia, dưới là nhân dân đều đang hỏi hạnh phúc ở đâu. Thầy nói cho tụi con biết, bài học này của tụi con đã đưa ra đáp án. Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc ở trong gia đình con. Tại vì sao con ở nhà lại không có cảm giác hạnh phúc? Con phải biết được, con ở nhà không ở trong trạng thái bình thường. Chỉ cần ở nhà khôi phục trạng thái bình thường, khôi phục trạng thái thanh tịnh, nhận được giáo dục luân lý đạo đức của văn hóa truyền thống, thì con sẽ phát hiện ra câu nói đó của mẹ, câu nói đó của ba, bữa cơm mà ông bà nội mang lên cho con, đó chính là hạnh phúc. Làm sao nói đó không phải là hạnh phúc? Không lẽ tụi con nói xem đó là gì? Vậy không nói, con xem bạn nghĩa công trở về nói. Người lớn nói với bạn ấy một câu nói thì nước mắt bạn ấy rơi xuống, đó không phải là hạnh phúc sao? Còn một phút cũng chưa từng rời khỏi nó. Vậy thì tại sao không cảm nhận được? Chai sạn rồi, con mỗi ngày đều không hề rời khỏi hạnh phúc. Con mỗi ngày đều ở bên cạnh cha mẹ, mỗi ngày đều ở nhà, mỗi ngày hưởng thụ hạnh phúc. Chẳng qua là cho con quá nhiều, không có ai dạy con. Hai điều này khiến cho con trở nên chai sạn. Vậy thì phải làm sao? Thứ nhất, không nên cho quá nhiều, phải có mức độ, hợp thân phận, hợp gia đình, phải giữ tốt bổn phận. Hiện tại con cháu giống như ông nội, có chút nào giống người làm con cháu chứ? Phải giữ tốt bổn phận, hợp thân phận, hợp gia đình. Gia đình nghèo khó thì không được ăn quá ngon, không được yêu cầu quá cao. Trong Đệ Tử Quy có nói không được cho quá nhiều. Đó là điều đầu tiên, phú quý bất năng dâm. Thứ hai là phải giáo dục, nói với chúng khi con còn nhỏ, khi con còn trẻ đã trải qua cuộc sống như thế nào, phải có người dạy. Đó là giáo dục thánh hiền. Thứ nhất là mức độ thích hợp, thứ hai là giáo dục thánh hiền. Hai điều này có thể giúp con người khôi phục bình thường. Hạnh phúc đâu cần phải đi tìm, đây chính là hạnh phúc. Cha mẹ nhìn thấy con, chuẩn bị quần áo cho con, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc của con liền xuất hiện, chưa từng rời bỏ con. Vì chúng ta đều nghe rõ ràng rồi, hai điều này không có. Hai điều nào vậy? Phú quý bất năng dâm, không có. Quá phận, thứ hai là phải giáo dục, giáo dục thánh hiền. Cái này không có thì tuyệt đối không thể nào có hạnh phúc. Có cũng không phải. Thế nên con cảm thấy mỗi một người đều rất hạnh phúc, chỉ là mỗi ngày đều sống trong hạnh phúc nên không cảm nhận được thôi. Chúng còn chê bai, đó rõ ràng là hạnh phúc chúng còn thế nào? Chúng còn chê bai, còn ghét bỏ, chúng còn đem dứt bỏ đi. Con đi hỏi xem chúng có hạnh phúc không? Chúng không hạnh phúc. Thật sự là có hạnh phúc cũng biến thành không hạnh phúc. Tất cả đáp án đều ở nơi này. Người xưa đều đã dạy cho chúng ta ba câu nói này phải làm cho tốt: bần tiện bất năng di, phú quý bất năng dâm, uy vũ bất năng khuất. Không được mềm nắng, rắn buông. Con người phải có cốt khí của chính mình, không được chê nghèo tham giàu. Thấy người ta giàu có thì ta chạy đến, đó gọi là gặp quyền thế thì luồn cuối.
không chấp nhận được, đó là không có chí khí. Thứ hai là giáo dục thánh hiền. Phim tài liệu đặc biệt này được gọi là Sống, quay vào năm 2013, cách đây một năm rưỡi. Hiện tại là năm 2015. Hôm nay mở ra xem vẫn cảm động như vậy. Vì sao vậy? Những gì mọi người làm đều là làm theo sự chỉ bảo của thánh hiền thời xưa, không phải là chính mình phát minh sáng tạo ra. Bạn xem cái bản lớn đó viết: lấy khổ làm thầy, là lời dạy bảo của Thích Ca Mâu Ni Phật lưu lại. Tôi đâu dám tùy tiện dạy người. Bạn xem vừa dạy thật có tác dụng. Mặc dù 3.000 năm đã trôi qua nhưng vẫn có tác dụng. Tôi tin là tiết mục này sau khi ra đĩa hay ra sách nhất định có thể truyền đến muôn đời sau. Vì sao vậy? Bởi vì đã thực hành được 4 chữ lấy khổ làm thầy. Cho nên chúng ta ngày nay phải có tín tâm với giáo dục thánh hiền. Đó là giáo dục chân chánh, hiểu nhân tính, phù hợp quy luật tự nhiên, đem con người dạy thành tốt. Người hiện tại đều học theo phương Tây, truy cầu vật chất, truy cầu vật dục, thỏa mãn dục vọng bản thân. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng càng sống càng đau khổ, không có hạnh phúc. Tiết mục đến đoạn này là cũng sắp kết thúc rồi. Lúc đầu ra đường nhặt rác, có một vị phụ huynh nhặt rác để có tiền. Số tiền đó cô ấy không dám tiêu. Cô ấy mua một chiếc khăn mặt tặng tôi. Chiếc khăn mặt này tôi nghĩ không quá mười mấy đồng. Cô ấy nói tiền này là sạch sẽ, bởi vì cô ấy toàn là đi làm mấy cái thúc đẩy kinh doanh, chuyên lừa người. Tiền đó là hung tài. Cô ấy nói tiền này là sạch sẽ. Vì phụ huynh này cô ấy nói đem số tiền này đi mua chiếc khăn mặt về cúng dường cho tôi, đưa đến cho tôi. Tôi sẽ đem nó cất đi. Vì sao vậy? Đó là sự sám hối của cô ấy. Cô ấy biết bản thân mình sai rồi. Đây là tấm lòng của cô ấy. Cô ấy biết đời người không thể không có người thầy. Cô ấy tại vì sao lại cho tôi? Tôi nghe nói cô ấy giữ lại một ít tiền, tương lai có thể còn phải mua một chiếc tặng cho cha mẹ. Bạn xem con người sống trên đời, hai người quan trọng nhất, một là cha mẹ hay là người thầy. Chỉ có cha mẹ, không có thầy, đời này bạn sẽ toàn làm chuyện sai, toàn nói những lời hồ đồ. Thật sự hiểu rõ rồi, học văn hóa truyền thống, học Nho Thích Đạo, bạn biết là tương lai khi bạn qua đời còn phải đọa tam ác đạo, bởi vì bạn tạo ác nghiệp. Nó là sự thật. Người thầy có thể giúp bạn tránh được tạo nghiệp, giúp bạn có được một đời bình an, hạnh phúc. Bạn xem tiết mục này dài 6 tập, chính là 4 chữ lấy khổ làm thầy. Là ai dạy vậy? Phật dạy. Đó là sư phụ dạy. Người thầy rất quan trọng. Thế nên chúng ta nhận được món quà như vậy, chúng ta liền biết được thế giới ngày nay, nói lời thật là không thiếu tiền, thiếu người thầy, thiếu người thầy tốt. Đời người cần có vị thầy tốt. Chúng ta vô cùng hy vọng mọi người có thể biết tới văn hóa truyền thống, biết được cái gì là nho, cái gì là đạo, cái gì là Phật. Đây đều là giáo dục hoàn mỹ, chí thiện, đã truyền hơn 3.000 năm trên thế gian này. Nho giáo tuyệt đối không phải là sau thời Khổng Tử mới có tên gọi là Nho giáo. Trước đó đã có rồi. Vì sao vậy? Những lời phu tử dạy chỉ truyền thừa văn hóa ưu tú thời xưa mà không sáng tác ra. Tin tưởng mà yêu thích những gì xa xưa. Trước đó đã có câu này. Cho nên sư phụ thường nói, lịch sử của Trung Hoa, lịch sử của giáo dục thánh hiền tuyệt đối không chỉ một vạn năm, không hề thua Ấn Độ. Ấn Độ là một vạn 3.000 năm. Ngày nay có rất nhiều người hỏi, tại vì sao chúng ta lại học văn hóa truyền thống? Có tác dụng có thể cứu người. Cái này không có tác dụng thì học làm gì? Chúng ta tuyệt đối không phải là người hồ đồ. Thế nên trong tập cuối cùng của tiết mục này, hy vọng mọi người có thể thông qua tiết mục này nhận thức được văn hóa truyền thống, nhận thức được truyền thống tốt đẹp mà tổ tiên để lại cho chúng ta. 4 chữ
Bạn nói xem, cứu biết bao người. Hy vọng mọi người lưu thông rộng rãi tiết mục này, mọi người tự mình thực hành, gia đình bạn sẽ có hy vọng, dân tộc của chúng ta, xã hội của chúng ta, quốc gia của chúng ta có tiền đồ. Chúng ta nhất định phải biết, miệng nói không có tác dụng gì, phải tự mình làm. Sau khi làm được thì gia đình không còn xuất hiện nghịch tử, chưa nói tới thành thánh thành hiền. Không có nghịch tử, đó là yêu cầu cơ bản nhất. Hy vọng mọi người lưu thông rộng rãi, hy vọng mọi người thực sự làm được, nhất định có được hạnh phúc mỹ mãn. Từ sau khi tiết mục Sống Được phát hành, chúng tôi nghe nói rất nhiều gia đình, trường học, cơ quan đều đi trải nghiệm bài học này. Sau đây chúng tôi giới thiệu với mọi người một gia đình đến từ thành phố Sáng Đầu, tỉnh Quảng Đông. Một gia đình 4 người. Vào mùng 1 Tết cả nhà xem xong tiết mục Sống, mùng 2 liền dắt theo con cái ra đường học bài học này. Vì phụ huynh này nói với chúng tôi lúc mới đầu đi nhặt, đi hết 4 giờ đồng hồ, chỉ nhặt được hơn 60 chai. 60 chai nước này chỉ bán được 2 hoặc 3 đồng. Hơn nữa mới đầu còn thấy rất ngại, luôn cảm thấy người khác đang nhìn mình. Đi nhặt cảm thấy rất xấu hổ. Chúng ta cùng nghe người cha nói như thế nào. Chúng tôi xem được tiết mục của thầy vô cùng vui. Mùng 2 liền dắt tụi nó đi trải nghiệm ở khu vực kế bên nơi tôi đang sống. Dù sao thì cũng có người lớn đi kèm. Sau đó, chúng còn có thể nương tựa vào nhau. Chúng tôi nhặt 5-6 ngày. Cả nhà 4 người liền tiết kiệm chi tiêu, không nỡ tiêu tiền nữa. Đứa con gái nhỏ của tôi năm nay 7 tuổi. Đối với khái niệm về tiền, con bé không phải là mẫn cảm lắm. Bởi vì từ nhỏ, chúng tôi không để nó tiếp xúc với tiền. Đứa lớn có gì thay đổi không ạ? Hình như kêu nó đi mua nước suối, nó cũng không nỡ mua loại mắc tiền, phải chọn loại rẻ nhất. Vậy thì cái cô bán hàng ở cửa hàng cảm thấy đứa trẻ này đồ 2 tệ thì cô ấy bán cho nó 1 tệ. Cô ấy như vậy thì rất là vui vẻ, vừa xem tiết mục của thầy vừa đi trải nghiệm. Sau khi nhặt xong khoảng 2 giờ thì cả nhà quay về, hoặc là khoảng 3 giờ thì quay về. Sau đó vợ của tôi viết lại cảm tưởng. Còn buổi tối thì cho con trẻ xem tiết mục. Hôm nay còn chỗ nào làm chưa tốt, ngày mai phải tiếp tục nỗ lực hơn. Đại khái là như vậy. Còn sự thay đổi của con trẻ, tôi cảm thấy đó là biết tiết kiệm. Bởi vì tôi rèn luyện cho bé cái gì? Để bé tự mình đi bán một lon nước ngọt hay một chai nước suối bao nhiêu tiền, để bé tự mình tính. Bé nhặt được bao nhiêu, một cái 5 hào cũng được, 6 hào hay 4 hào cũng được, bé tự mình đi. Trong lòng có tính toán, đi tính những thứ đó. Nhưng mà tôi nhặt tới ngày thứ tư thì không đi nữa. Tại vì sau ngày thứ tư thì tôi không đi nữa. Cảm thấy nếu tôi ở đó, lựa chọn đều là tôi tự mình chọn. Dù sao thì chúng tôi cũng khá thương con. Nặng thì để tôi giác. Thật ra thì cũng không nặng. Bọn trẻ cũng không nhỏ, chúng thấy có người lớn ở bên. Sau khi tôi rời khỏi thì cảm thấy tốt hơn. Sau khi tránh đi thì tụi nó bắt đầu có tâm trách nhiệm, cảm thấy hiệu quả tốt hơn một chút. Hơn nữa cái này hai vợ chồng tôi cùng nhau thảo luận, cùng với con cái viết, chính là quá trình như vậy. Gia đình họ mỗi ngày ra đường nhặt rác, quay trở về nhà, đem tâm đắc của một ngày đều viết ra. Mỗi ngày đều viết. Chúng tôi hôm nay nhận được 6 đoạn nhật ký từ họ. Tiếp theo đây chúng ta cùng nhau xem. Đây là ngày thứ hai họ đi nhặt rác. Hôm đó họ nhặt được một ít bắp rang bơ, một gói mì, một chai nước, còn có 2 trái quýt. Đây là bữa trưa của họ. Hôm đó họ đi được 6 tiếng đồng hồ, mới bán được 5 đồng. Cái này người cha nói với chúng tôi. Anh ấy nói hôm nay mấy đứa trẻ rất mệt, nhưng chúng hiểu được kiếm tiền thực sự không dễ dàng. Cũng hiểu được công nhân vệ sinh và công nhân dọn rác có cuộc sống không dễ dàng. Mọi người nhìn cái này chắc là công cụ mưu sinh của họ. Con trẻ xem trong tiết mục thầy dùng cái gậy có móc ở đầu đi nhặt rác. Bé trai này 2 ngày nay
cũng tự mình làm ra hai cái cây gậy nhặt rác. Người cha nói cũng có thể tạm dùng được rồi. Ngoài ra người cha nói với chúng tôi, nói mắt của con trai anh tốt hơn trước đây. Chai nước trong bụi cỏ, con trai anh ấy có thể rất nhanh mà tìm thấy. Họ đi trên đường khát nước, người anh lấy tiền nhặt rác đi mua nước, đi cửa tiệm nhỏ mua nước. Nó hỏi cô bán hàng chai nước này bao nhiêu tiền. Cô bán hàng nói 2 đồng. Bé trai hỏi cô có chai nước nào 1 đồng hay không. Cô bán hàng nói không có. Bé trai nghĩ một chút rồi nói vậy con không mua nữa. Cuối cùng cô bán hàng nói với nó, vậy bán cho con 1 đồng nè. Chúng ta nhìn thấy hai anh em rất vui, cầm lấy chai nước đi tìm cha mẹ. Ngoài ra chúng tôi còn nghe nói trên đường bọn chúng trở về nhà, đi ngang qua một tiệm bán mì. Người cha còn cố ý thử thách 2 đứa trẻ, nói chúng có muốn ăn mì không. 1 tô 10 đồng. Bé gái nói trong đó có thịt con không ăn. Bé trai nói 10 đồng quá đắt, thật là lãng phí. Ngoài ra họ còn đi ngang một tiệm quần áo trẻ em. Người mẹ hỏi bé gái, con muốn mua quần áo không? Nó liền nói thật lãng phí, con không cần. Tấm ảnh này chắc là gia đình họ đang ăn bữa trưa. Đây là ngày thứ 4 họ đi nhặt rác. Trước khi ra khỏi cửa, người cha cố ý nhắc nhở, nói để cho tụi trẻ cho dù là tìm thấy đồ ăn cũng không được ăn trước, để rèn luyện cho chúng, để chúng trải nghiệm được cảm giác đói là như thế nào. Họ bán xong phế liệu cũng là buổi trưa. Sau khi chia xong đồ ăn thì còn dư lại 1 cái bánh bông lan và 2 miếng snack. Bé trai đem bánh bông lan chia cho mẹ và em gái ăn. Người mẹ nói con cũng ăn chút đi. Bé trai nói con ăn no rồi, mẹ và em ăn đi. Người mẹ cố đưa cho nó ăn, nó cắn một miếng nhỏ rồi trả lại cho mẹ. Người mẹ nói con cái hiểu chuyện rồi. Hơn nữa chúng tôi cũng thấy được bé trai có khái niệm đối với thực phẩm có được không dễ dàng. Đôi khi là họ đi tới tiệm thu mua phế liệu. Người mẹ nói bé trai biết cách chăm sóc mẹ và em gái rồi. Có một lần khi em gái đi trên đường không cẩn thận bị ngã, rách cả da, bé trai liền quỳ xuống dỗ dành cho em gái vui vẻ. Sau đó thì dỗ về em gái cùng đi. Đồng thời khi đi qua đường, người anh còn vác phế liệu qua đường trước. Sau khi để phế liệu ở phía bên kia đường thì quay ngược lại đón em gái qua đường. Điều này khiến người mẹ cảm thấy rất an lòng. Trải qua mấy ngày trải nghiệm cuộc sống, người cha và người mẹ này đối với chúng tôi, thể diện của người lớn, họ có thể buông xuống, không còn để ý tới ánh mắt của người khác. Vậy bọn trẻ thì sao? Thông qua ra đường nhặt rác, có được giáo dục kiến thức cơ bản, kiến thức an toàn về cuộc sống. Ngoài ra, con trẻ cũng hiểu chuyện. Đồng thời, đối với những người khổ nạn ở ngoài đường, có cảm giác không còn chai sạn, cảm thấy thương người hơn. Ngoài ra, đối với tiền, thực phẩm đều có khái niệm rồi. Cuối cùng là cha mẹ này đối với chúng tôi, họ vô cùng cảm ơn tiết mục sống mà thầy quay. Anh ấy nói các giáo viên tự mình ra đường thực hành bài học này. Vào trời mùa hè nắng nóng tới hơn 40 độ, anh ấy vô cùng nhận được lợi ích, cũng vô cùng cảm ơn. Ở đây tôi có một bức thư điện tử có một khán giả đến từ Bắc Kinh gửi cho chúng tôi. Anh ấy nói trên mạng nhìn thấy tiết mục sống thật quá rung động. Thật sự là mở rộng chiều sâu và giảng giải sinh động cho tiết mục Thiên Hạ Phụ Tử. Mỗi khi nhìn thấy các giáo viên tập trung tinh lực thâm nhập cuộc sống, chuyên tâm chú ý đến chai nước, lục căn thâu nhiếp, đều cảm thấy rất rung động. Ý nghĩa giáo dục của tiết mục này, năng lượng của nó còn lớn hơn năng lượng ngồi ở trong phòng học nghe giảng. Vì khán giả này nói tự mình thiết thực cảm nhận được phim ký sự thực tế có thể khiến cho chúng ta trải nghiệm được chân lý sống. Có khi tôi nhìn vào ống quay trong tiết mục rất muốn nói một câu, tôi phải sống tiếp cho thật tốt. Vì khán giả ở Bắc Kinh này nói, đi theo các giáo viên, các học sinh trong tiết mục cùng nhau tự mình đi trải nghiệm nhặt rác trong tiết mục, tôi cuối cùng cũng tìm ra được điểm mấu chốt của bản thân, còn biết làm sao để sửa tập khí của bản thân. Anh ấy thề là từ nay về sau nhất định phải hiếu thuận cha mẹ, khiến cha mẹ vui vẻ, càng phải dụng tâm tích lũy công đức, không để cho cha mẹ lo lắng về mình nữa. Những đứa trẻ học tập văn hóa truyền thống, chúng mặc dù đi nhặt rác nhưng quy tắc bổn phận ở trong lòng chưa hề quên.
Mặc dù nói con nhớ có một hôm buổi trưa con vừa tới đó, mọi người đều đang ăn uống, con ấn tượng rất sâu sắc. Mọi người đều nói ăn cái này trước, cái này không ăn sẽ hỏng mất, chúng ta phải tiếc phước. Con khi đó liền nghĩ tới nhặt rác, còn đang tiếc phước. Đã đến mức phải nhặt rác rồi còn đang tiếc phước. Tiếc phước là ý gì? Có người nghe không hiểu. Tiếc phước báo đó mà, chọn đồ sắp hư ăn. Tiếc phước chính là không lãng phí đồ ăn. Cái chén này dư lại chút canh, cầm miếng bánh màng thầu chấm vào thì sạch sẽ rồi. Chút canh này không được lãng phí, đây gọi là quý trọng phước báo, gọi tắt là tiếc phước. Nhặt rác cũng có quy tắc này. Ở trong đống rác tiếc phước, con nói xem tới mức độ nào chứ? Dân, hơn nữa có một bà nghĩa công nhặt được hai quả trứng gà, loại trứng gà đóng gói, còn chưa mở ra, trứng gà còn rất tốt. Trứng gà này là nhường mà có. Con ngồi ở đó, họ có thể sẽ cảm thấy con không đi nhặt rác, không để cho con ăn đồ nhặt trong thùng rác gì dơ, đem trứng gà còn tốt này đưa cho con, vẫn chưa hề bị mở ra. Trong lòng không cách nào lãnh hội, thật sự không dùng từ ngữ nào để hình dung. Mọi người cầm đồ nhặt được, mọi người ngồi chung một chỗ, đồ nhặt được, đồ tốt thì nhường cho người khác ăn, bản thân thì ăn bánh mì. Nói cho con biết, bánh mì bị móc một chút, đem chỗ móc đó bỏ đi, chính mình ăn cái đó. Còn bịch trứng gà còn ngon thì nhường cho người khác, không có nói là nhặt được, có thể tính là nhặt được. Hai quả trứng gà còn tốt. Nói con nhanh chóng ăn hai cái trứng này đi, cả ngày mệt mỏi rồi, phải bổ sung dinh dưỡng, bổ sung thể lực. Trước đây từng có người nói một câu, nói nhìn bản chất của một người, phẩm hạnh của một người ở chỗ nào có thể nhìn ra. Bình thường con người đều đeo mặt nạ, họ ngụy trang đi biểu diễn mà, không dễ gì nhìn ra. Khi nào có thể nhìn ra được? Có đạo lý. Họ nói hai điểm. Điểm đầu tiên là gì? Ở chỗ không ai chú ý, chi tiết rất nhỏ, con người rất dễ dàng bỏ qua chỗ này. Con có thể nhìn ra được, đó chính là bản chất và phẩm hạnh của họ. Khi đó họ quên mất ngụy trang rồi, họ không đeo mặt nạ, thỉnh thoảng sẽ lộ ra, đó là phẩm chất của họ. Đây là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai là gì? Thời điểm sanh tử, thời điểm quan trọng nhất có thể nhìn ra phẩm chất của một người. Mọi người đều rất gấp rút, đều tranh, đều giành, đều muốn sống có thể nhìn ra đức hạnh của người đó. Lời này có đạo lý. Khi đó họ không có cách nào ngụy trang, không có cách nào ở đó biểu diễn. Sanh tử đến nơi rồi mà. Cho nên con xem, buổi học giáo dục sống khiến chúng ta thấy được đức hạnh quan trọng biết bao. Lời này sao lại nói như vậy? Con xem những đứa trẻ đó, khi con nhìn thấy, nếu như con là ông chủ, con có muốn tuyển chúng không? Dạ muốn. Con là cha mẹ trong thiên hạ, có hy vọng con mình cũng như vậy không? Dạ hy vọng. Không ai mà không hoan hỷ. Dân, đức hạnh rất quan trọng, chính là ở đó. Càng đến thời điểm đó, con người càng có thể nhận ra phẩm hạnh, đức hạnh của con người như thế nào. Đây không phải là biểu diễn, làm sao mà có thể biểu diễn chứ? Một là con ăn, hai là người ta ăn. Dù sao con ăn rồi thì người ta không có ăn. Giờ thời điểm này con biểu diễn thử xem. Cho nên tiếp nhận văn hóa truyền thống trong thời gian dài, những đứa trẻ này thật sự làm được. Đến thời điểm quan trọng thì chúng như vậy, tự nhiên mà như vậy, không ai nói nhất định phải như vậy, không hề. Khi đó có người cầm súng nhắm vào chúng, chúng đều phải tự cứu bản thân mình, không quan tâm người khác nữa. Ích kỷ đến mức độ như vậy. Chúng ta thường thường nói, một là vào lúc không chú ý, hai là vào lúc quan trọng, vậy thì có thể nhìn ra được. Hiện tại có một cách nói rất phổ biến, có một cách nói hình như là rất nhiều người đều có cách nhìn này. Hiện tại có rất nhiều người có cách nhìn này. Nói cái gì? Đứa trẻ nào học văn hóa truyền thống thì càng ngày càng ngốc. Thầy nghe nói gọi đứa trẻ đó tới cúi người với giáo viên. Vậy giáo viên đó nói, học ở đâu mà ngây ngốc thành như vậy? Là lời giáo viên trong trường học bây giờ nói. Con xem, con trẻ quạt bát biết bao. Họ chỉ nhìn vào bề ngoài, hình như là rất quạt bát, rất lanh lợi, nhưng không có đức hạnh. Không có đức hạnh vì chúng không có gì để dựa vào, ngay cả chỗ đứng cũng không có. Vậy đời này chúng dựa vào cái gì mà sống tiếp? Dựa vào đức hạnh, không phải dựa vào lanh lợi, dựa vào thông minh, không phải. Đức hạnh là thứ nhất. Thế nên có rất nhiều người nói học văn hóa truyền thống khiến cho mấy đứa trẻ trở nên ngây ngốc. Họ không hiểu văn hóa truyền thống. Họ thật sự hiểu rồi. Còn xem những đứa trẻ đó ngốc chỗ nào?
Có đứa nào không khiến người ta yêu thích? Người đi ngoài đường, con xem phản ứng của họ xem. Ngay đó có người có phản ứng. Điều này chứng minh cho mọi người xem. Mấy đứa mới học được một thời gian ngắn, 1-2 năm, 2-3 năm đã thành như vậy rồi. Người lớn không làm được. Con không tin con đi tìm mấy người lớn mà xem. Tìm dân công sở, bằng cấp cao, có thân phận địa vị, để cho họ đi thử xem. Tuyệt đối đồ tốt giữ cho chính mình. Người như vậy là người tốt sao? Người như vậy con thích sao? Gia đình nào, cơ quan nào cần người như vậy? Con liền biết văn hóa truyền thống, giáo dục đức hạnh quan trọng biết bao. Còn có nữa, lần này đi quay phim, có một cảnh con vô cùng cảm động. Khi đó vào buổi trưa, con mới đi tới. Lúc đó là lúc mặt trời nắng rất gắt. Mọi người xuất phát là 6 giờ sáng, buổi trưa nằm nghỉ ngơi dưới một cái liều. Vì nghĩa công đó là một chị lớn tuổi hơn nằm nghỉ ở chỗ đó. Một em gái nhỏ hơn, bạn học đó cầm một chiếc quạt nhỏ hơn cái này. Cứ như vậy, không phải quạt nhanh như vậy mà là như vậy. Cứ như vậy ở đó quạt từng chút một. Cứ như vậy quạt từng chút một cho chị ấy. Thời tiết rất nóng à? Dạ, thời tiết rất nóng. Đó là bạn học của em ấy. Là bạn học, em ấy nhỏ tuổi hơn, ở đó quạt cho bạn mình. Vậy bạn kia ngủ gật rồi đúng không? Dạ ngủ rồi, ngồi ở đó ngủ gật. Còn khi đó liền nghĩ, em ấy mới 13 tuổi, nhất định là càng cảm thấy mệt hơn. Sáng ra cũng phải dậy sớm, ăn bữa sáng giống nhau, đi đoạn đường giống nhau. Vậy thì em ấy chắc là rất mệt, phải nằm ở đó mà ngủ nghỉ chứ. Hiện tại trong xã hội con xem đều là đảo ngược lại. Ông nội ở đó quạt cho đứa cháu 7-8 tuổi. Ông nội giống như cháu vậy. Cháu thì giống như ông nội. Quạt đi. Trong văn hóa truyền thống giảng cái gì? Đệ tử quy dạy cho chúng ta, người lớn trước người nhỏ sau, phục vụ trưởng bối, đó mới là nhân luân bình thường. Con xem bé gái 13 tuổi đó đúng không? Nhưng là bé gái. Nhìn thấy con bé có phản ứng gì? Nhìn thấy con cảm thấy ngại không quạt nữa. Khi con vừa quay đầu, nhìn thấy con ở đó nhìn em ấy, cầm điện thoại không quạt nữa. Sau đó con vừa nói chuyện thì em ấy lại quạt. Con lại nhìn thì em ấy không quạt nữa. Giống như em ấy không thể hiện ở trước mặt con. Không phải như vậy. Cứ ở đó quạt từng chút một, quạt cho chị lớn ấy. Rất chất phác nhưng rất thật thà. Còn có một lần đi quay phim, còn có mấy bạn học tầm 4-5 người đi cùng nhau, cùng nhau đi nhặt rác. Bình thường mà nói thì nên là cướp của nhau, nhưng họ không như vậy, là nhường lẫn nhau. Lúc mới bắt đầu có 2 cái thùng, nhóm bạn học thứ nhất lấy được 2 cái thùng, nhóm bạn học thứ hai không có thùng, tiếp tục đi về phía trước. Sau đó lại phát hiện ra 2 cái thùng. Kết quả là một bạn học nói 4 người mỗi người 1 thùng thật tốt. Khi đó con rất là kinh ngạc, bởi vì các em ấy còn nhỏ, đều nghĩ kiếm nhiều tiền hơn một chút. Đây đều là chuyện bình thường của con người. Nhặt rác, xin ăn thì thế nào vẫn phải nhường, dân ạ. Cái này trong sách xưa có nói qua, bây giờ thì không thể nào rồi. Dân, sau đó gặp được đồ tốt thì sẽ gọi bạn tới. Bên này có cà chua còn tốt, nhặt một chút buổi tối chúng ta cùng ăn. Chia sẻ, dân chia sẻ như vậy. Tuyệt đối không giữ, không chiếm riêng. Dân, thế nên thật sự không cách nào tưởng tượng được. Học văn hóa truyền thống tốt hay không? Thật tốt. Học có thành ngây ngốc hay không? Không ngốc chút nào. Làm sao mà ngốc được chứ ạ? Có thể người trong xã hội nhìn thấy cho là ngốc. Đồ tốt còn nhặt được, tại vì sao chính mình không ăn? Tại vì sao phải cho người khác? Con thật quá ngốc. Đúng vậy. Thiện ác, thị phi, xấu đẹp, trí huệ, ngu si, tiêu chuẩn này bây giờ hoàn toàn điên đảo rồi. Thế nên họ thấy người học văn hóa truyền thống ngốc, thấy chúng ta ngốc, được không sao? Sư phụ nói, đại tự nhiên sẽ cho nhân loại một bài học giáo dục rất tốt. Con không tin sao? Sư phụ trong hài hòa cứu giảng nguy cơ có nói, ông trời sẽ thu thập. Con lại nói với họ, khuyên họ không tin tưởng. Con là người tốt. Người tốt chịu thiệt thòi, người tốt mắc bẫy. Khi tai nạn tới, con người sẽ không chết hết, sẽ còn lưu lại một phần. Những người còn lưu lại đều là những thiện nhân, có lương tâm. Cũng giống câu mà người xưa nói, chọn lọc, giữ lại cái tốt. Con xem, những đứa trẻ đó, chúng đều là người tốt. Chúng có chịu thiệt thòi, có mắc bẫy hay không? Con có ở đó làm nhiều điều ác, dở trò lưu manh. Con xem con đau khổ biết bao. Còn ở đó mà nói là bình thường. Chúng thật ngốc nghếch, hồ đồ, quá mức rồi. Con xem phải làm sao? Con nói chúng thế nào? Chúng cũng không tin. Quá mức mà hoài nghi. Con đi xem tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc định nghĩa thế nào về khoa học. Tụi con đi tra sách, tra từ điển. Cái đầu tiên, khoa học, tiêu chuẩn của nó là gì?
phải hoài nghi, phải chất vấn. Không có tinh thần chất vấn hay hoài nghi thì không phải là khoa học. Thế nên nhiều năm nay, cũng gần 100 năm rồi, mọi người sùng bái khoa học, mọi người đều hoài nghi. Cuối cùng thì thế nào? Đến người tốt họ cũng không tin. Con rõ ràng làm chuyện tốt, không đúng, con nhất định có mục đích, có ý đồ. Cả thế giới đều đang hoài nghi. Con nói thì phải làm sao đây? Còn có chính là sự nhường nhịn. Trong quá trình quay lần này, bởi vì có nghĩa công, có học sinh. Bằng nghĩa công này, bởi vì học sinh sợ chúng đi quá xa sẽ có nguy hiểm, nên đem thôn gần nhà nhường cho các bạn học sinh. Các nghĩa công đi nhặt ở những nơi khá xa, nhưng cảnh này thật là mọi người cảm động. Họ có thể phải đi một đoạn đường rất xa mà không nhặt được đồ, nhưng mà họ vẫn phải đi. Nghĩa công lớn tuổi hơn, các em học sinh còn nhỏ. Người lớn nhường người nhỏ, cái này gọi là gì? Anh thương em, họ là anh chị, họ phải làm sao? Họ phải yêu thương, giảng bối. Đệ tử Quy có dạy, vào lúc này, vào lúc nhặt rác này vẫn đang làm, vào lúc nhặt phế liệu này vẫn đang làm. Còn có, đó là hiện tại rất nhiều phụ huynh chiều chuộng con cái, thiếu canxi. Con trẻ đụng chỗ này, da chỗ kia, thiếu dinh dưỡng, dân, thiếu dinh dưỡng, da chạm một chút là vô cùng căng thẳng. Trong đợt quay lần này, còn có một bạn nữ, trong lúc đi nhặt sắt, bạn ấy không cẩn thận làm đứt đầu ngón tay. Khi đó chảy rất nhiều máu. Con ở bên cạnh nhìn thấy cũng rất lo lắng. Con liền hỏi có vấn đề gì không. Bạn ấy lấy ngón tay ngậm vào trong miệng. Bạn ấy biết nước miếng có thể khử độc, để vào trong miệng ngậm rồi nhổ đi. Sau đó bên cạnh cũng có một bạn học chung thật sự là anh thương em kính anh. Bởi vì họ đi ra ngoài nhặt rác, trong tay không có giấy vệ sinh, cái gì cũng không có. Bạn học đó nghĩ để ngắt chút dùng bánh màng thầu dán lên trên đầu ngón tay thì không chảy máu nữa. Mọi người cũng nghĩ cách. Sau đó con thấy bạn nữ để ngón tay vào trong miệng đó, ngậm như thế, cứ ngậm như vậy, đem ngón tay bỏ vào trong miệng, tay kia thì vác bao rác đi tiếp, không sao, cứ thế mà đi. Sau đó một lúc thì đưa ngón tay cho con xem, nói là cô xem đi, không chảy máu nữa rồi, không sao đâu. Kiên cường, phẩm đức, không kiêu ngạo, không tính toán, không yếu ớt. Hiện tại con trẻ thật quá yếu ớt. Vì sao vậy? Chiều chuộng mà ra, chiều thành quen. Nếu chúng không được chiều quen, đều tự lập thì đều kiên cường. Con còn có bạn học ngày đầu tiên đi cảm thấy thân thể không tốt lắm, cổ họng đã không nói được lên tiếng. Khi đó con nhìn thấy liền nói, hay là em đừng đi ra ngoài. Đi chứ, không sao đâu, nói không sao mà. Thế nên con đang nghĩ, con người thật là càng ngày càng chiều chuộng bản thân, cơ thể càng ngày càng không tốt. Càng nghĩ thân thể chỗ này có vấn đề, chỗ kia có vấn đề thì càng chiêu cảm tới, sẽ nghĩ ra bệnh. Thế nên có rất nhiều người bệnh như vậy mà tới. Thật sự là tự mình nghĩ ra, chính mình chiều hư chính mình. Hiện tại đang thịnh hành dưỡng sinh. Thật ra có rất nhiều người dựa vào cái này để kiếm tiền. Họ liều mạng nói với con dưỡng sinh quan trọng biết bao. Con tin tưởng họ. Thực tế họ vì kiếm tiền. Thật sự vì dưỡng sinh sao? Sinh ăn nhặt rác, dưỡng sinh là thật sự. Bệnh gì cũng không còn nữa. Con liền biết được chân lý mà Phật Pháp nói trong đó. Lão Pháp Sư thường nói, nhất thiết Pháp do tâm tưởng sanh. Chỗ con có bệnh, con luôn nghĩ nhất định là có bệnh. Hoặc như nói, hôm nay con mệt quá, đi không nổi, vậy thì nhất định đi không nổi. Nếu như hôm nay con không có chuyện gì, cùng một thời điểm, cùng một người, hôm nay tôi không sao, vậy thì không sao. Đều là do nghĩ mà ra, hết thảy điều gì, nhất thiết Pháp đều do tâm tạo. Lời này tụi con có trải nghiệm rồi, thật sự là có trải nghiệm rồi. Chúng ta xem trong sách cổ có ghi chép, vào thời nhà Hán, tướng quân Lý Quảng buổi tối sau khi trở về, hình như phát hiện trong bụi cỏ có con hổ, sợ đến nỗi lấy cung lắp tiễn bắn qua đó ngay lập tức. Khi đó ông ấy vô cùng sợ hãi, nhưng lúc trời tối ông ấy tranh thủ chạy về. Sao lại không có động tĩnh? Chắc là bắn chết hổ rồi. Ngày thứ hai, ông ấy dẫn binh lính tới tìm thấy nơi đó. Tìm thấy, vừa nhìn thì ông ấy giật cả mình. Vì sao vậy? Ông ấy nhìn thấy trong bụi cỏ chỉ là một tảng đá lớn, mũi tên của ông ấy cắm sâu vào trong đó, chỉ là cục đá thôi, không phải con hổ. Ngỡ người ra ở đó, nhìn tới nhìn lui. Tướng quân mà. Lý Quảng nói, tối qua ta đi ngang nơi này, tên cũng đã bắn vào tảng đá rồi. Lên ngựa, quay đầu lại từ nơi đó đi qua lần nữa. Ông ấy không tin, làm gì mà có sức mạnh lớn như vậy. Vậy thì phải có sức lực lớn biết bao.
bắn lại thử 10 lần đều bắn không vào được. Toàn bộ tên đều bị gãy. Ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như không bắn chết con hổ đó thì ông ấy cũng sống không nổi. Tất cả ý niệm này ông ấy đều chế tâm vào một nơi. Phật Pháp nói là không việc gì không làm được. Toàn bộ năng lượng của ông ấy đều đặt lên trên mũi tên đó. Sau khi bắn ra, bắn dọc trong tảng đá đó, rút tên ra cũng rút không nổi. Không có cái tâm đó thì không được. Ta phải thử xem ta có sức lực mạnh như vậy sao. Cái tâm này của con thử xem, con bắn tên 100 lần cũng không có tác dụng gì, đạt không được trình độ này. Vì sao vậy? Tất cả các pháp đều do tâm tưởng sanh. Thế nên những việc nhiều lúc con người làm, con liền cảm thấy không thể nghĩ bàn. Nguyên nhân là gì? Sức mạnh của chính tâm mình. Con hiện tại nghe hiểu rồi, sức mạnh của tâm ở đây. Đúng vậy, sức mạnh của tâm phát ra nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của con. Sức mạnh phát ra không thể nghĩ bàn. Đơn giản như vậy. Vậy dựa vào cái gì? Dựa vào giáo dục. Nếu như những đứa trẻ này, hoặc là càng nhiều học sinh trong thiên hạ, mỗi ngày tất cả những gì nhìn thấy, nghe thấy, nghĩ tới, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chúng ta nói thân khẩu ý, thời gian dài tiếp xúc đều là giáo dục thánh hiền. Không có điểm nào không tốt. Khi đó họ gặp phải bất kỳ tình huống nào, sức mạnh phát ra từ tâm của họ, năng lượng và trí huệ không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Không có một chút tạp chất nào. Tạp chất rất ít. Thuần tịnh thuần thiện. Cũng giống như trình độ bắn mũi tên của Lý Quảng tướng quân khi đó vậy. Người hiện tại tại vì sao làm việc đều không thành công? Tâm của họ tán loạn, lại thêm không có chánh tri chánh kiến, toàn bộ đều là tri kiến sai lầm. Tôi phải dưỡng sinh, dưỡng đi. Càng dưỡng thì gọi là dưỡng tử, không phải gọi là dưỡng sanh nữa. Càng dưỡng thì càng nhiều bệnh, ăn cái gì cũng không được. Con mới biết được Thích Ca Mâu Ni Phật năm đó đi hành khất, ngủ dưới gốc cây, gió thổi mưa rơi. Không phải nói mưa rơi gió thổi thì ngoại lệ, vĩnh viễn ngủ dưới gốc cây đó, ngủ ở bên ngoài. Sư phụ 80 tuổi rồi mà sức khỏe vẫn còn rất tốt. Con làm sao mà sánh được? Không có dưỡng sinh, con liền biết được nhất thiết pháp. Thân thể cũng là một pháp, sức khỏe của con cũng là một pháp. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm bình tĩnh, người này có đức hạnh, thiện lương, luôn rất thiện lương, thiện tâm, từ bi tâm, dưỡng người tốt nhất, tốt hơn biết bao thuốc bổ. Sư phụ thường nói có tác dụng hơn quá nhiều quá nhiều. Tâm từ bi dưỡng người tốt nhất, niệm A Di Đà Phật dưỡng người tốt nhất. Những đứa trẻ này đều là niệm A Di Đà Phật, cha mẹ đều là người học Phật. Con xem nhìn chúng đứa nào cũng tốt, con còn có thể nói đây là mê tín sao? Con khinh thường sao? Con đem con của mình dắt tới mà xem. Thầy nói lời này không phải là khinh thường người ta, mà là hy vọng họ có thể học. Đối với con mà nói là trăm lợi chứ không chút hại nào. Bệnh gì cũng không còn nữa, đều khỏi hết rồi. Càng ngày càng có đức hạnh, càng ngày càng thanh tịnh. Nếu con cái của con càng ngày càng hồ đồ, thầy nói xem con của tôi rất lanh lợi. Con tỉ mỉ xem lại đi. Nếu luôn nói lời này, đích thực có người sẽ hỏi con cái của con rất lanh lợi. Thật ra con tỉ mỉ xem lại thì không phải. Vì sao vậy? Chúng lanh lợi trong chuyện gì? Chúng thông minh trong chuyện gì? Chúng cứ ở đó thông minh kiểu làm sao? Không phải tạo nên sự nghiệp, nói dối, ăn trộm đồ, toàn làm mấy chuyện vô dụng. Chúng thật là lanh lợi, vậy gọi đó là nghiệp chướng của chúng. Đó không phải là chuyện tốt. Có người nói người này ăn trộm đó là cao thủ ăn trộm, con có thể nói đó là chuyện tốt sao? Đó không phải là người thông minh, mà còn ngược lại. Còn để cho con cái của con nói lời đàng hoàng, làm chuyện đàng hoàng, nói dọn dẹp vệ sinh cho cha mẹ đi, nấu cơm phục vụ cha mẹ, nhất định sẽ không làm, đều khờ hơn bất kỳ ai. Đó gọi là gì? Đó gọi là chúng không có phước báo. Lúc đó con mới hiểu được, những đứa trẻ học văn hóa truyền thống, con để chúng đi lừa người khác, ăn trộm đồ, chúng không biết, tay chân vụng về. Con có thể sẽ nói vậy, đứa trẻ này sao mà ngốc như vậy? Tự tư tự lợi sao mà ngốc như vậy? Đó là phước báo của chúng. Con có con, tại vì sao lại lanh lợi như vậy? Đó là nghiệp chướng của chúng.
chúng toàn là mấy cái này. Nghiệp chướng nặng thì sẽ báo nặng, vậy thì không phải chuyện tốt. Thế nên con xem rồi bây giờ, con gái của tôi hát múa giỏi biết bao, không phải là chuyện tốt. Con tìm hiểu mà xem, trong điển tích ngày xưa, lễ nhạc, lễ kinh, nhạc kinh, những cái gì? Con liền biết được, hóa ra những bài ca, hát, nhảy múa bây giờ đều có vấn đề. Đúng vậy. Thế con mới hiểu được, không phải là chuyện tốt. Con nói xem, bạn nữ thân thiết của con nhìn giống minh tinh, không phải là chuyện tốt. Họ khéo ăn khéo nói, cái đó trong nhà nho gọi là kẻ khéo nói lời ngon tiếng ngọt, hiếm khi là người nhân từ. Tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tương lai sẽ mang tới tai họa. Ngoài ra trong quá trình quay phim lần này có rất nhiều cảnh quay, ví dụ như bạn học lớn hơn bảo hộ cho bạn học nhỏ hơn. Con ở bên cạnh đường lộ cứ nhìn như vậy, một chiếc xe chạy tới, người anh lớn trước tiên kéo người em nhỏ qua một bên, kéo tránh qua một bên. Còn có rất nhiều, con cách mấy bạn học đó rất xa, con ở trên đường cao tốc, con nhìn ở phía dưới cầu, nhìn những bạn học, những bạn trẻ học văn hóa truyền thống, các bạn hình như không biết cái gì là dở trò lưu manh. Nhìn thấy các bạn, dù không ai quản, không ai nhìn các bạn, nhưng vẫn ở đó rất nhạt chuyên tâm, nghiêm túc. Thầy nói con nghe, chúng không phải là không biết dở trò lưu manh. Trước khi đến học trường văn hóa truyền thống, chúng đều biết. Vậy tại vì sao bây giờ lại không biết gì? Là do mắng thành, do đánh mà thành, do dạy thành. Con xem dở trò mồm mép, chúng đều không chịu làm việc. Nhưng hiện tại ở đó dở trò mồm mép, một cái tát đánh qua thì thật thà rồi. Nói cho chúng con tương lai như vậy sẽ gây ra tai họa. Người người đều xem thường con, vì sao? Chỉ biết dở trò mồm mép, thực tế thì không làm gì cả. Phải lấy đó mà làm hổ thẹn. Tất cả bạn học trong lớp sau khi nhìn thấy không được học theo. Giáo viên nói với con tuyệt đối không được học theo chúng. Con xem cái tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn thiện ác xấu đẹp, tiêu chuẩn trí huệ ngu ngốc đều được hình thành rồi. Mọi người đều lấy dở trò mồm mép, lời ngon tiếng ngọt làm hổ thẹn. Khổng lão phu tử có nói, người quân tử lời nói cẩn trọng, hành sự nhanh nhẹn, đây là quân tử, vậy mới tốt. Con cái của con thấy chúng mồm miệng nhanh nhẹn, rất biết nói chuyện, không phải là chuyện tốt. Con trẻ nếu không dạy thì đều dở trò lưu manh. Vì sao vậy? Do con dạy sai chúng, chúng đều biết. Con dạy chúng chánh đạo, chúng cũng có thể học tốt, đều xem con dạy thế nào. Thế nên con cái của con phải học, phải tìm một trường học tốt, đọc bằng miệng phải thuộc mà chép ra, viết thư pháp, viết ra không có tác dụng. Chúng phải làm được. Học bài học đi nhặt rác này là vì cái gì? Vì để tương lai không phải đi nhặt rác, vì tương lai không phải đi xin ăn. Con phải biết cái tội này. Đời này không phải chịu cái này. Vậy thì tụi con liền biết được. Chúng ta hôm nay đã quay nhiều ngày như vậy, con xem chúng ta quay nhiều ngày như vậy, chỉ có một bài học mà nói không hết. Con biết được cái mà chúng ta thu hoạch được quá nhiều rồi, không thể nghĩ bàn. Thích Ca Mâu Ni Phật ngài chỉ có bốn chữ: lấy khổ làm thầy. Con thấy không? Lợi ích thu được không thể tính đếm. Thầy tin là độ tuổi của tụi con có thể nói ra những lời này. Đợi tới khi tụi con 80-90 tuổi rồi thì tụi con đều là người giáo viên tốt. Vì sao vậy? Tụi con tự mình trải qua. Tất cả những bạn trẻ này đều tự mình trải qua. Tương lai chúng biết giảng, chúng giảng cho đời con cháu. Khi đó mọi người gọi tụi con là ông bà. Con biết giảng khi con còn nhỏ, tầm 15-16 tuổi, 20 tuổi. Giáo viên của con làm sao dạy con? Khi đó người hướng dẫn tụi con là lão pháp sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài dạy cho chúng ta bài học này, đời đời tương truyền. Phật pháp này, Nho Thích Đạo, văn hóa truyền thống sẽ hưng thịnh. Nhất định phải có người làm, chứ không phải là có người giảng. Con nói con không làm được mà con đi giảng. Con có tự mình trải qua không mà giảng, không có tác dụng, không có hiệu quả, không thể cảm động người khác. Được trải nghiệm lần này, con vẫn luôn quay phim 4 ngày cùng với mọi người. Ngày đầu tiên, từ lúc ra khỏi cửa, mọi người đều bắt đầu chuyên tâm. Thế nên, ngày đầu tiên, có một vài cảm nhận, cảm thấy có chút nghiêm túc. Sau đó là chuyên tâm. Hai từ này cứ quanh quẩn suốt trong quá trình quay phim. Còn có bước đi nhẹ nhàng, thường xuyên, cúi lưng. Những từ này rất thường xuyên xuất hiện trong ống kính máy quay. Bởi vì bình thường con cảm thấy mọi người ở trong đó đi đường đều không nhanh lắm, đều rất trầm ổn. Lần này khi ra ngoài quay phim, trong cả quá trình quay, con căn bản đều là chạy theo mọi người. Mọi người đều đi rất nhanh. Sau đó mọi người còn chú tâm tới từng thùng rác,
cứ như vậy mà vô cùng chuyên tâm, chuyên tâm vô cùng, dân vô cùng chuyên chú. Con cơ bản rất ít có thể quay được chính diện, đặc biệt là ngày đầu tiên. Bởi vì cứ đi theo quay, các bạn nhặt được một túi lớn, vừa đi đường vừa nhặt. Từ lúc ra khỏi cửa, không biết đã cúi lưng bao nhiêu lần, cũng không nhớ được đã đi bao nhiêu con đường, đi bao nhiêu con hẻm. Nói chung là đi rất lâu. Khi con quay thì con nhìn thấy tấm lưng của bạn ấy đều đã ướt đẫm, lưng ướt đẫm mồ hôi. Sau đó không dễ dàng gì tìm được một tiệm thu mua phế liệu đã mở cửa. Sau đó bạn ấy đem cái túi nhặt được đổ ra. Khi đó con cũng rất vui vẻ. Cái túi to như vậy nhất định là không ít. Kết quả là khi đổ ra, người ta vừa nhìn cũng không ngồi xuống đếm, chỉ tùy tiện nhìn một chút rồi nói 3 đồng rưỡi. Ngay lúc đó liền thấy thất vọng, đưa bao nhiêu lấy bấy nhiêu à. Nhưng cảm giác của bạn ấy và cảm giác của con khi đó cũng giống nhau. Con có chút cảm giác thất vọng, không phải là giá tiền đó mới đúng, đáng lẽ phải cao hơn một chút. Hình như là vô cùng hy vọng bán được giá cao. Sau đó khi mà nhận được thì có cảm giác rất thất vọng như vậy. Cảm giác rất thất vọng. Sau đó cảm thấy rất bất lực, chỉ có thể chấp nhận là không có cách nào tranh luận được. Không có chỗ thương lượng, dân không có chỗ thương lượng. Con không cần 3 đồng rưỡi này thì thôi, dân vậy thì dọn đồ mang đi. Lại giác đi, dân giác đến nơi khác. Chính là cảm giác này. Vậy con mới biết cha mẹ trong thiên hạ sống rất bất lực. Dân thật sự là rất bất lực. Những đứa trẻ bây giờ nhìn thấy cha mẹ về nhà than ngắn thở dài, ở trong chợ rau đi vài vòng thì làm sao, còn không nỡ mua. Vì sao vậy? Không biết làm cách nào. Lần này có cảm giác rồi, con không cần 3 đồng rưỡi này thì mang đồ đi, đừng ở đó cản đường. Không học bài học này vĩnh viễn cũng không biết cái gì là sự bất lực của cuộc sống. Có bản lãnh thì đi chỗ khác mà kiếm tiền. Cho nên chúng ta hiểu được cha mẹ trong thiên hạ không dễ dàng gì. Họ tìm được một công việc vất vả nhiều năm như vậy, tại vì sao vẫn phải kiên trì? Không có cách nào khác. Con người không nhận sự giáo dục này, con xem có rất nhiều bạn học lần này biết được kiếm tiền rất cực khổ, con mới trải nghiệm có mấy ngày. Vậy cha mẹ là bao nhiêu năm nuôi dưỡng con mới biết được một chút khổ này. Con mới chịu khổ có 2 ngày, con đã vừa khóc vừa chảy nước mũi. Thật sự là sống được trong lòng chua xót. Bài học này đã hiểu được hết hay chưa? Một chút chỉ là một chút thôi, chỉ là nếm trải được một chút, rất khổ. Người thật sự có quyền phát ngôn là cha mẹ của con, trưởng bối của tụi con. Đó mới thật sự là không dễ dàng. Đó mới thật sự là nói bao nhiêu ngày cũng không hết. Con xem tụi con đi theo bên cạnh chụp hình mà cũng đều có trải nghiệm rồi. Nhưng cái chai nếu như bán tốt một chút, 1 hào một cái, nếu như mua vào thấp một chút thì 7 phân rưỡi. Con liền biết được người trẻ tuổi bây giờ nghe người ta nói chuyện 7 phân cũng rất ít khi nghe tới, còn là 7 phân rưỡi nữa. Nhưng cái gì mà nói 7 phân 5 ly? Người ở độ tuổi của thầy giảng cho học sinh không có chút khái niệm. Chúng đối với 7 đồng, 70 đồng còn không có khái niệm gì. Con nói với chúng 7 ly, lần này chúng có khái niệm rồi. Lần này thì biết rồi. Cái gì gọi là 5 ly, lần này thì biết rồi. Tại vì sao chúng ở nơi đó nói tới giá tiền? Làm ơn tính nhiều hơn một chút, trả giá cao hơn một chút. Đừng nhẫn tâm như vậy. Sao lại hạ giá thấp như vậy? Chúng tại sao lại làm như vậy? Những cái chai này chúng nhặt được thật không dễ dàng. Chúng đối với 5 ly tiền có cảm giác rồi. 7 phân 5 ly, con không tin đó là 7 phân. Chú tuyệt đối sẽ cố đòi 7 phân 5 ly. Chúng phải đi mấy dặm đường, chúng cũng tìm nơi mua vào với giá 7 phân 5 ly. Chúng đối với 5 ly có cảm giác rồi. Đích thực là như vậy, có khái niệm rồi. Cho nên mọi người sẽ so sánh, nếu bán ở nơi cao hơn một chút, cho dù có phải đi xa hơn cũng chấp nhận. Đi đến nơi thu mua một chai nước 1 hào, mọi người thật sự cảm thấy 1 hào và 7 phân rưỡi thật sự là trên 2 phân rưỡi. Nhưng mà sự xem trọng đối với 2 phân rưỡi của mọi người quả thật khác với bình thường. Bình thường giống như các bạn nói, cha mẹ cho 100 đồng là mất thì mất thôi, cũng chả quan trọng. Tại vì không phải là tiền mình kiếm ra, không biết trân trọng. Con nghĩ xem ai dạy cho chúng hiểu. Ngày đầu tiên ra ngoài đã biết cái này, không có ai dạy chúng cái này. Cha mẹ đều là chiều chuộng, chúng làm sao mà biết cái này. Tự mình dạy chính mình, tự mình dùng cái gì để dạy chính mình. Lấy khổ làm thầy, khổ nạn, sự nghèo khổ. Môi trường này tuyệt đối có thể dạy cho một người hiểu ra được.
thật là có tác dụng. Chính là môi trường này rất quan trọng. Hiện tại nhà nhà đều không cho con trẻ môi trường này, không thể chịu khổ, không để cho chúng chịu khổ. Đúng vậy, tương lai đều là đứa con bại gia, đều là đại nghịch bất đạo. Khi đó thì con đừng có oán hận ai, là con dạy mà, con không để cho chúng có cơ hội học tập. Cho nên cảm thấy tụi con không phải đang sống, mà là bị sống. Cảm giác bị yêu thương, bị chiều chuộng, bị nương chiều chính là như vậy. Khi bản thân thực sự đi luồn lách đường cùng ngõ hẻm, phải dựa vào số tiền ít ỏi của từng cái chai một đổi lấy mà sinh sống, mọi người đều cảm thấy vô cùng trân trọng. Thật sự là trước đây không thể hiểu được một hào tiền chia làm hai để dùng đó là cảm giác gì. Lần này đích thực là có cảm giác rồi. Con năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay con 38 rồi. Có con chưa? Dạ có rồi. Con xem con làm mẹ, con cũng dạy con cái con nhiều năm như vậy. Con nghe nói trong xã hội ngày nay còn có những đứa trẻ bất kể là 8, 9 tuổi hay mười mấy tuổi, con xem những đứa trẻ này có thể đem một hào tiền chia làm hai để dùng, một đồng tiền chia làm hai để dùng. Con nghe nói chưa? Dạ chưa. Lần này tận mắt nhìn thấy. Chúng vốn không phải là như vậy, chính là học bài học này biến thành như vậy. Người ta luôn hỏi đi đâu mà tìm đứa trẻ ngoan, học bài học này thì con cái của họ sẽ trở nên ngoan như vậy. Nhưng con tự mình trải qua rồi, con đã làm mẹ cũng đã tự mình trải qua. Không có ai nói ở ngoài đường dạy chúng, không có, tự chúng sẽ biết. Con thật sự để chúng ở vị trí đó, chúng cái gì cũng biết. Vị trí nào gì, tất cả trở về không. Tham sân si mạng nghi đều gì không. Con hoài nghi điều gì, con ngạo mạn điều gì, con tham lam điều gì, oán hận điều gì, con không có tư cách. Tất cả đều là không. Chuyện duy nhất của con là sống sót. Không đi về phía trước, con không tìm nhặt thì con không thể sống được nữa. Thế nên khi đó vẫn luôn không thể hiểu được lời thầy nói. Đó không phải là đang trải nghiệm cuộc sống, đó là đang sống. Ngày đầu tiên thực sự là không có cảm giác, cũng không có cách nào hiểu được. Sau đó ngày thứ hai, con luôn suy ngẫm vấn đề này. Tại vì sao thầy luôn nói, khi tụi con nói trải nghiệm cuộc sống thì vẫn luôn nhấn mạnh phản đối không phải như vậy. Dân phản đối không phải như vậy. Nếu như thực sự mà nói là trải nghiệm, vậy thì đã cô phụ tấm lòng của thầy rồi. Thật sự là uổng công học. Ngày thứ hai khi đi ra ngoài, thực sự là mang theo tâm tình hoàn toàn khác. Con nói sống, sự sống này cứ đi theo con trong suốt quá trình quay. Chính con cũng đang suy ngẫm tới vấn đề này, khi thực sự có thể hiểu được đó là cái gì. Bởi vì mấy ngày nay đi ra ngoài vô cùng nóng, hơn nữa lại nóng hơn từ rất sớm, sớm hơn bình thường rất nhiều. Sau đó thì cả buổi sáng, còn chưa tới trưa đã thấy rất mệt. Sau đó mọi người đều đổ mồ hôi, đều rất đói. Thật sự là một phân tiền cũng không muốn bỏ ra. Mọi người đều đang nghĩ có thể ở trong thùng rác tìm được chút gì đó để ăn. Đều là như vậy, đều là đang tìm ăn, đều không nỡ bỏ ra một phân tiền. Sau đó thì bắt đầu đi tìm. Khi tìm thấy thì cảm giác, khi đó thật sự là hiểu được. Đó là câu cảm ơn. Trong bếp còn đồ thừa, ngoài đường có người đói. Chúng ta thường nói tới, thật sự là như vậy. Khi tìm được chút gì đó ăn thì cảm thấy rất vui vẻ. Ăn bữa cơm đó cũng rất vui vẻ. Thật sự con đã nhớ tới, con trước đây không ăn cơm thừa. Cơm thừa trong nhà cũng không ăn à? Dạ không ăn. Để qua đêm là con không ăn. Nhưng lần này thật sự là cái gì mà đồ ăn để qua đêm, người ta dứt đồ ăn trong thùng rác phải nhặt lên ăn. Thật là như vậy. Phải ăn ra mùi vị của bữa cơm đó mới có thể thực sự cảm nhận được bữa cơm này, miếng cơm này ăn vào sẽ no. Vậy mới có thể sống tiếp. Giây phút này thật sự có thể cảm nhận được đang sống. Đột nhiên cảm thấy dục vọng sinh tồn của con người chính là khi đi ra khỏi cửa, khi trong túi không có đồng nào, khi bụng rỗng, con đột nhiên cảm thấy bộ óc này, đôi mắt này, đôi tai này, tứ chi này toàn bộ đều trở nên có tác dụng. Có tác dụng, dùng được rồi à, dùng được rồi. Bình thường hình như là rất rảnh, đều không phát huy được quá nhiều tác dụng, thời gian dài sẽ bị thoái hóa. Con người càng ngày càng khờ, thật sự là như vậy, càng ngày càng hồ đồ. Thế nên tại vì sao con luôn nói, một đường này con thực sự là luôn chạy theo mọi người để quay. Thật sự là như vậy, hơn nữa không quay được chính diện vì mọi người quá chuyên tâm. Chuyên tâm vào mỗi một cái thùng rác. Mỗi khi ở bên đường chỉ cần có túi ni lông, không chuyên tâm thì không có tiền ăn cơm, không có tiền ăn cơm thì phải nhịn đói, không thể nào mà sống tiếp được. Bản năng sinh tồn. Nhưng ai cũng đều biết, bản năng là có ý gì? Chính là để cho bậc làm cha mẹ trong thiên hạ tin tưởng là con cái của họ không lẽ không có bản năng. Chúng chỉ cần có bản năng sinh tồn thì chúng nhất định sẽ trân trọng lương thực, nhất định sẽ biết cảm ơn, nhất định sẽ biến thành người thông minh. Năng lực khôi phục rồi, đó chính là bảo đảm cơ bản nhất cho con sự tự tin. Vì sao vậy? Chúng có bản năng sinh tồn rồi, chúng là người. Chúng vốn có bản năng này. Con tại vì sao lại hoài nghi con cái của mình không dạy được tốt? Những đứa trẻ kia tại sao lại dạy tốt được chứ? Trên một đường này
còn có vài từ cũng là trong toàn bộ quá trình quay phim. Cảm ơn và sám hối. Khi các bạn học đi qua các cửa tiệm, hay khi người khác cho các bạn chai nước suối, hay là đồng ý cho các bạn lấy chai nước suối, sự cảm ơn cảm tạ hay cái cúi người, cái cúi người đó vô cùng là nghiêm túc. Có thể nhìn ra là thực sự cảm kích đúng không? Thực sự là cảm kích, thực sự là vô cùng cảm kích. Chính là như vậy. Con cũng làm mẹ rồi. Con của con mấy tuổi? Dạ 6 tuổi. Con cảm nhận gì không? Con cảm thấy nhất định phải để cho bé học bài học này. Thật là như vậy. Nhất định phải để cho bé tự mình cảm nhận cuộc sống như vậy. Con không sợ bé còn nhỏ sao? Con người dù lớn hay nhỏ, chỉ cần thật sự để cho chúng tự mình sanh tồn, thì năng lực này mới thể hiện ra được. Chúng mới biết được thực sự là vậy. Hết thảy mọi thứ đều có được không dễ dàng. Con từ trong đáy lòng hy vọng bé học bài học này chứ. Từ trong đáy lòng, thực sự là từ trong thâm tâm, con cảm thấy con học bài học này hơi muộn. Thật sự là có cảm nhận này. Con có cảm nhận gì? Lời này nói cũng mấy năm trước rồi. Khi thầy quay các em học sinh đọc lời cảm ơn trước khi ăn, trong lời cảm ơn có một câu: trong bếp còn đồ thừa, ngoài đường có người đói. Thầy liền nhìn những đứa trẻ này, nó đọc rất là dõng dạc. Ân đức của cơm canh một hạt cũng phải nghĩ, không dễ mà có được. Chi tiêu nên tiết kiệm, yến tiệc không lưu luyến, ăn uống đủ mà ngon, rau vườn càng cao sang, không tham mà sát sanh. Rau củ rất là tốt, giúp tâm người bình an. Con nói xem chúng có cảm nhận không? Chưa chắc. Mặc dù một ngày ăn ba bữa, phải đọc những ba lần, ngày ngày đọc, chúng chưa chắc có cảm nhận. Vì sao vậy? Nói miệng chứ không có tâm. Làm sao mới có thể để chúng có cảm nhận? Thầy liền nghĩ sự dạy dỗ của Thế Tôn năm đó. Ngày tự mình làm ra, cả mình bác đi khất thực, xin ăn. Người ta không cho thì không có cơm ăn. Sư phụ có nói, một đời thà chết chứ không ngửa tay xin tiền. Thầy liền nghĩ tới. Thế nên thầy thường nói cho các con, thầy nói mọi người, các nghĩa công, mọi người đều lớn như vậy, cha mẹ phục vụ tụi con lớn như vậy, nên ra đường xin ăn thôi. Bài học này từ đó mà ra. Thế nên phương pháp tốt nhất không phải để chúng đọc. Trong bếp còn đồ thừa, ngoài đường có người đói. Phải làm sao? Để chúng làm ngoài đường còn người đói, kẻ đói ăn này, để chúng ra đường làm kẻ đói ăn. 2 ngày, 10 ngày thì đều hiểu hết rồi. Chúng đọc lại câu này thì sẽ rơi nước mắt. Con bắt chúng lãng phí, chúng sẽ không bao giờ chịu, tuyệt đối sẽ không lãng phí. Cho nên chúng ta liền hiểu được lời dạy của sư phụ. Lời dạy dỗ quá vĩ đại. Đó là gì? Phải làm được, phải thật làm. Đọc không có tác dụng, cái này không phải dùng để đọc. Ngoài đường có người đói cũng phải làm được. Cho nên bài học sống này, giáo dục sống, chúng ta đều được giáo dục. Bó tay hết cách, con học văn hóa truyền thống cũng không có tác dụng. Phải làm sao đây? Đánh chúng mắng chúng cũng không có tác dụng. Con để chúng đi làm. Làm cái gì? Ra đường làm kẻ đói ăn. Chú đều hiểu hết. Trong bếp còn đồ thừa, ngoài đường có người đói. Thật sự là như vậy. Nếu như không thực sự đứng ở vị trí đó, không để cho túi quần không có xu nào, bụng rỗng thì không thể nào kích phát ra được. Dù sao thì cũng phải ăn thôi. Dù sao về nhà cũng có thể ăn mà. Thầy tin là tụi con từng xem qua rất nhiều trường văn hóa truyền thống. Cái gọi là ở trong trường học cũng rất tốt. Thực ra tại sao dạy có bao lâu mà không thấy hiệu quả? Nguyên nhân là gì? Đám trẻ đó ăn uống no nê, bên cạnh đều là giáo viên nấu cơm cho chúng ăn, phục vụ chúng. Con nhìn xem da dẻ mịn màng. Trong bếp còn đồ thừa, ngoài đường có người đói, căn bản là không có tác dụng. Dạy ra đều là ngụy quân tử. Vì sao vậy? Tan học thì vẫn là 6 người lớn, ông bà nội, cha mẹ, ông bà ngoại phục vụ chúng. Thêm một người nữa cũng phải phục vụ chúng. Đó là giáo viên, đó không phải là giả hay sao? Đó không phải là ngụy quân tử sao? Sư phụ thường nói được mà làm không được là ngụy quân tử. Đích thực là như vậy. Bởi vậy con cái con vốn là ở trường khác học qua nửa năm, đích thực là như vậy. Ở trong trường học còn có người chuyên nấu cơm cho chúng ăn, hơn nữa mỗi ngày còn đổi món. Đám trẻ còn chê này chê nọ, toàn là muốn cái thứ mình thích ăn mới ăn.
Cho nên con thực sự nghĩ là rồi, so sánh đích thực là như vậy, không dạy ra nổi quân tử thật sự. Vậy không ra quân tử, vậy gọi là cái gì? Ngụy quân tử. Biết đọc, biết giảng tứ thư ngũ kinh. Chúng ta không lẽ muốn cái kết quả này sao? Văn hóa truyền thống mọi người xem rồi, không có tín tâm. Vì sao vậy? Không có tác dụng. Văn hóa truyền thống trước giờ đều không phải là cách dạy này. Pháp sư thường nói nhất định phải làm được. Con đừng quan tâm là cái gì, kinh điển dạy rồi, phải thật làm. Lần này chúng ta có trải nghiệm rồi, bao nhiêu trường văn hóa truyền thống lần này hiểu rồi, họ dạy sai rồi. Cho nên chúng ta nhìn thấy có học sinh, nhìn thấy học sinh này rất vất vả, nói tụi con ăn thức ăn cho heo, sao lại nói lời này? Trường học đó của con, trường học văn hóa truyền thống của họ ăn cái gì? 4 món ăn 1 món canh. Thầy nói tốt, cứ dạy như vậy đi, không dạy chúng thành hỏng thì không được, không dạy chúng thành người vô dụng thì không được. Hơn nữa còn thế nào? Tham ăn lười làm, chê này chê nọ. Đây còn là học văn hóa truyền thống hay sao? Làm sao có thể chứ? Dạy ra cái này còn không hiểu chuyện bằng những đứa trẻ trong gia đình bình thường, còn kén chọn. Đích thực là như vậy. Bọn trẻ ở trong tình huống này thật sự không hiểu được. Chỉ cần nói hình như ra đường nhặt rác, như vậy cũng là đang bồi dưỡng. Nhưng thực sự sau khi so sánh và trải nghiệm cuộc sống lần này, lần này thực sự là học tập giáo dục về sống, khiến cho con người thực sự thâm nhập vào trong tâm, khiến cho con thực sự có cảm nhận từ trong thâm tâm, thâm nhập vào trong xương cốt của chúng, vào xương vào máu. Được rồi, trước đây nói là thâm nhập vào nơi sâu nhất trong linh hồn của chúng. Dạ, như vậy thì thực sự là vô cùng sâu sắc. Trước đây đối với mẹ, đối với cha không cung kính, còn có tâm sám hối, ngay lập tức sanh ra. Bởi vì ở ngoài đường có người mắng mỏ, sao lại lấy đồ của người ta? Đó là đồ của người ta, xin lỗi, sau đó phải cúi người, phải gặp lưng. Thái độ này chưa từng dùng với cha mẹ, thật sự là không có. Cha mẹ đều chiều chuộng chúng, cha mẹ cúi người với chúng, gặp lưng với chúng, cầu xin tiểu tổ tiên, mau ăn cơm đi. Tụi con đều từng làm như vậy đúng không? Thật sự là như vậy. Ông bà nội đối với con cháu đều là như vậy. Ngã một chút thì không hề trách chúng, mà đi đánh xuống đất, nói đều tại ngươi, đều là như vậy. Cho nên đứa trẻ này thật sự là như vậy. Nếu mà nuôi lớn như vậy thì sẽ không thành người, cũng không khác gì nuôi những con vật nhỏ ở trong chuồng. Con nói rất đúng. Chúng ta thường nhìn thấy những trưởng bối khi còn trẻ bị té thì ông bà nội chạy tới đánh nó, mắng nó, chính là mắng đất, cái gọi là chỉ trời mắng đất. Chúng ta xem trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, đây là đại tội. Chúng đối với xung quanh không có chút tâm cung kính. Hơn nữa còn dạy chúng cái gì? Từ nhỏ đã oán trời trách người, bản thân không sai, tại vì sao lại không cẩn thận? Không có ai dạy, ngược lại đều là lỗi của xung quanh. Sau khi trưởng thành thì giá trị quan đã hình thành rồi. Quan niệm mà cha mẹ người lớn dạy chúng là gì? Hết thảy đều là người khác sai. Ngã một cái mà còn phải mắng đất. Con nghĩ xem tương lai nếu như có gì bất trắc, con không phục vụ chúng tốt, vậy thì con cái của con không phải sẽ mắng mỏ con à? Ai dạy vậy? Ông bà nội dạy đó. Bởi vì con của con 6 tuổi rồi, mấy năm nay đều là con tự mình nuôi nấng. Bởi vì tụi con sống tới giờ có rất nhiều quan niệm đều không hiểu, cũng sẽ nói với bé những thứ để quá nhiều ngày thì không được ăn nữa, ăn vào sẽ đau bụng. Đều là có quan niệm như vậy, sẽ dạy cho con cái như vậy. Hoặc là bao gồm lãng phí ăn uống, còn có mặc quần áo, đặc biệt là mua quần áo, nhất là con gái. Từ nhỏ đã dạy chúng thích làm đẹp, dân dạy chúng thích làm đẹp, mặc gì đẹp, làm sao phối hợp, làm sao đẹp, chính là như vậy. Sau đó cho chúng mặc mấy bộ đồ đang là mốt, rất đẹp, bó vào người. Lần này mới nghe thầy nói phải mang những bộ quần áo rộng rãi. Trẻ con mặc những bộ đồ bó không có lợi cho sự phát triển của chúng. Tụi con chỉ quan tâm đến đẹp, căn bản là không nghĩ tới quá trình dị thì của chúng. Ngoài ra chúng ta còn quan tâm nhiều hơn tới vấn đề ăn uống nữa. Cơ thể dị thì còn là thứ yếu, tổn khuyết đức hạnh thì không xong rồi. Con xem những người trẻ tuổi hiện nay, thời gian mỗi một ngày của chúng đều đang làm gì? Toàn là đi mua sắm. Quần áo của chúng mấy cái tủ cũng không đủ treo. Những người làm thuê bình thường cũng như vậy. Chúng ta nghe nói gần đây có một cô gái thường xuyên đến siêu thị, đi tất cả các tiệm quần áo mua sắm. Tiền ở đâu mà có? Nghe nói là quẹt hết cả thẻ, sau cùng không có tiền, ngân hàng đến đòi nợ, không có tiền trả. Cuối cùng tòa án đến nhà cô ấy lấy đồ đạc đi bán để gán nợ. Tòa án tới nhìn đống quần áo đó, bên trên đều còn mát,
còn mới chưa từng mặc. Có rất nhiều còn mua nữa. Người nhà nói cô ấy đã bị bệnh thần kinh, gọi là chứng cường áp. Cưỡng ép bản thân mỗi ngày đi mua quần áo. Là ai dạy? Là tivi dạy, là mạng internet dạy. Bạn phải lãng phí. Cái này đẹp, cái kia không đẹp. Còn chưa mặc thì đã không đẹp rồi, liền dứt đi. Trong nhà quần áo chất thành núi. Thầy nghe được tin này thì liền nghĩ tới, khi nãy con nói con của con 3-4 tuổi, người nhà thay đồ cho nó, nói nó làm sao mới đẹp. Bây giờ những người này nói ăn nói mặc, người trẻ tuổi chúng ta là để cha mẹ phải đổ mồ hôi nhiều hơn. Chúng không quan tâm sống chết, chúng không quan tâm. Cũng cần tiền để làm gì? Mua quần áo làm đẹp. Ai dạy vậy? Hồi nhỏ ông bà nội, người lớn dạy. Lúc nhỏ đã trồng xuống cái rễ này, nói cho chúng mặc thế nào mới đẹp, làm sao phối hợp. Ai cũng mua đồ cho chúng, cha mẹ mua, ông bà nội mua, ông bà ngoại mua, đều mua cho chúng, liền cảm thấy. Còn thấy một đứa trẻ trong nhà sáu người lớn quan tâm nó như vậy, sau đó ăn cơm phải đuổi theo sau lưng chúng để đút. Chúng còn không thích thì không ăn, chơi được một lúc thì không ăn nữa. Dù sao không thích ăn, nếu phải món ưa thích thì ăn vài miếng, không thích thì không ăn nữa. Đều là như vậy. Cho nên thực sự rất cảm ơn văn hóa truyền thống. Nếu như không học văn hóa truyền thống, con thực sự không biết đứa trẻ này sẽ biến thành cái gì. Khi nghĩ đến vấn đề này thì cả người toát mồ hôi. Cho nên thực sự cảm thấy rất may mắn, cũng vô cùng cảm ơn khi con có được cơ hội gặp được văn hóa truyền thống, để học tập văn hóa truyền thống. May là con của con mới 6 tuổi. Dân, 4 tuổi đã được nhận sự giáo dục này đúng không? Dân, 4 tuổi. Thật tốt, nếu như 16 tuổi thì không kịp rồi, vậy thì thật không dễ gì sửa. Tri kiến đã trở nên thâm căn đế cố rồi. Con có nói gì nữa thì cũng bắt đầu phản kháng. Vì sao vậy? Chuyên gia đã nói, tivi nói rồi, bây giờ đang ở độ tuổi nổi loạn. Đánh mẹ không có tội, phải nên đánh mẹ. Vì sao vậy? Vì đang ở trong trạng thái nổi loạn, thời kỳ sinh lý. Đây không phải là nói linh tinh hay sao? Cho nên con biết được mấy thứ này toàn là người tưởng tượng ra mặt thôi. Người xưa chưa từng nói trong sách xưa. Đến thời kỳ nổi loạn không có chuyện như vậy. Hoa Mộc Lan, Mộc Quế Anh nói tới thời kỳ vậy thì đánh mẹ của họ, bị ngăn cách thế hệ, không hề có lời nói này. Con xem trong Nhị Thập Tứ Sử làm gì có nói câu này. Đều là người phương Tây dạy. Cái gì mà gọi là tâm lý học, khám bác sĩ tâm lý, hiện tại đều đi khám bác sĩ tâm lý. Chúng ta xem tin tức nó có nói, nói Trung Quốc nhiều người như vậy, có hơn 100 triệu người bị bệnh tâm lý. Không phải chứng cường áp, trầm cảm thì là bệnh này chứng kia, tâm lý không bình thường. Trước đây có từng nghe qua không? Ở đâu mà có, là vậy mà ra. Người ta nói con có bệnh, con tưởng tượng con thực sự có bệnh, vậy thì con đích thực có bệnh rồi. Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, con vốn rất khỏe mạnh mà, làm gì có bệnh chứ. Bác sĩ tâm lý đó nói con đích thực là có bệnh, nếu không họ làm sao kiếm được tiền. Lúc con đi vào thì khỏe mạnh, lúc đi ra thì thật sự thành người bệnh rồi. Con còn phải cảm ơn họ. Hiện tại đều là như vậy. Cho nên con xem đứa trẻ đó, sáu người lớn đút cho nó ăn. Đứa trẻ đó thật là ăn một miếng đó thôi mà sáu người lớn phải cầu xin. Con nói khó khăn biết bao. Nếu như không có văn hóa truyền thống, tương lai đứa trẻ này không có dáng vẻ con người. Lần này ra đường thì biết rồi, người ta ai cầu xin con ăn cơm, con đụng vào chai nước của họ, con còn phải cúi người với họ. Con đường này, con nhìn thấy một từ rất là sâu sắc. Còn có lãng phí, thật sự là quá lãng phí. Một đường này con đi quay được rất nhiều cảnh như vậy, từ sớm tới tối đều như vậy. Rất nhiều cơm trắng rơi dãi đều ở trên lề đường, còn có trong thùng rác. Hơn nữa ở cửa mỗi tiệm cơm còn có một thùng rác rất lớn, chuyên dùng để bỏ cơm thừa. Thực ra con đi xem có nên dứt không, thì toàn là không nên dứt, đều không nên. Có khi còn dư cả nửa phần, còn có y nguyên. Con dám khẳng định là 100%, không hề ăn hết, ít nhiều đều còn khá nhiều. Cho nên thật là lãng phí. Đều là như vậy, cả con đường đều có từng cái bánh bao màng thầu, cứ như vậy mà dứt đi, rất đáng tiếc. Nhìn vào thật sự có cảm giác lãng phí của trời cho. Cũng giống như nói tụi con thực ra là nhìn thấy ở một tiệm cơm của nông thôn. Nhưng ạ, ở thành phố thì càng lợi hại hơn. Từ thành thị đến nông thôn, trong quán cơm không đâu mà không có cơm thừa. Con đi xem, làm gì có ai nói đến hạt cơm cuối cùng cũng phải ăn hết. Quá ít rồi, con làm như vậy người ta sẽ cười con. Thầy nghe nói ở trong trường đại học, nếu con ăn hết phần cơm của mình thì người ta sẽ cười con. Người ta nói cái gì? Chưa nhìn thấy cơm bao giờ à? Họ nhìn thấy cơm, cả hộp đều dứt vào trong thùng rác rồi, lấy đó làm vinh dự. Trước đây thầy nghe nói các bậc lớn tuổi nói, người trước đây nói lời như vậy sẽ gây mất mùa, đói kém.
con người không có cơm mà ăn, không có nước mà uống sẽ mất mùa đói kém. Trước đây con cái trong nhà mà dám nói như vậy thì bị cho vài cái tát nảy lửa liền, tuyệt đối không dám. Chúng ta từ nhỏ được nhận sự giáo dục như vậy, không có người như thế. Người bây giờ không học đạo đức luân lý này nữa, cho nên người xưa nói quả phước không có cửa đều do con người chiêu cảm mà ra. Con người đều làm như vậy, vậy con xem tai họa này có tới hay không. Không có cơm ăn, không có nước uống, vì sao vậy? Con người đều làm như vậy thì không xong rồi. Trung Quốc bao nhiêu người, con đếm thử xem. Thật đáng sợ. Một người nhứt một hộp cơm, con thử xem. Vậy đó là biết bao lương thực, trong đó tiêu hao biết bao năng lượng. Đó không phải là tiền. Con nói tôi có tiền, con nói tiền của tôi không còn nữa thì có thể kiếm lại. Vậy than đá, dầu mỏ, nước, điện dưới lòng đất, những thứ này có thể tái sinh không? Than đá đào hết thì không còn nữa mà. Hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2013. Tiết mục này đến hôm nay là tập cuối cùng rồi. Ngày hôm nay chúng tôi vô cùng cảm khái. Chúng tôi xem được một tin tức. Đó là một vụ án do Pháp viện Nhân dân đệ nhất của thành phố Đông Quan đang thẩm tra. Một cô gái đánh chết người mẹ bại liệt nằm trên giường. Bạn muốn hỏi cô ấy tại vì sao? Bạn xem tin tức đó có nói cô gái đó chịu không nổi người mẹ suốt ngày la hét, không nghe lời. Thế là cô ấy dùng chổi, dùng ghế nhựa và các dụng cụ khác trong nhà đem đánh người mẹ bại liệt này của mình. Vụ án xảy ra lúc cô đang cho mẹ ăn. Cô nói hình như mẹ cô làm rớt cơm xuống, không chịu phối hợp với cô sau đó. Nói cơm bị rơi dãi này nọ, cô ta đấm một đấm vào ngực của mẹ mình. Ngày thứ hai thì người mẹ qua đời. Tin tức này tôi nói cho mọi người xem. Người mẹ này tên là Tăng Tường Quỳnh. Năm 2005, cả gia đình từ Tứ Xuyên chuyển tới Đông Quan đến làm thuê. Sau đó, người mẹ bị bệnh, gọi là bệnh suy thoái cơ. Hơn nữa bác sĩ nói là bệnh nan y, không thể chữa được. Sau đó thì bại liệt nằm giường, người nhà phải chăm sóc. Gia đình chia hơn 20 vạn để trị bệnh này mà không hết. Sau này càng ngày càng nặng rồi, thành bại liệt. Bạn xem, để con gái lớn chăm sóc mẹ của mình. Tin tức này có nói hơn 4 tháng thời gian, bởi vì mẹ không nghe lời mà cô ấy dùng chổi, dùng ghế nhựa và dụng cụ khác để đánh mẹ mình. Cô ấy không chịu nổi người mẹ này la hét ầm ĩ, cảm thấy rất phiền. Cô này nói cô ấy cảm thấy rất phiền. Trong tin tức này có viết là đối với cái chết của mẹ, cô gái này gần như không có một chút áy náy nào. Ở tòa án, công tố viên hỏi khi cô đánh mẹ của mình, mẹ cô có phản ứng gì? Cô gái này nói một cách nhàn nhạt, không có phản ứng gì. Tôi nghĩ cô ấy bản thân cũng không có phản ứng gì. Cô gái này có một luật sư biện hộ, hy vọng tòa án có thể cho cô một cơ hội trở về với xã hội. Nhưng mà khi xét xử gặp phải sự phản bác và từ chối của công tố viên, không cho cô ấy cơ hội nữa. Đây thực sự là đã dẫn đến xã hội sự phẫn nộ. Trong tin tức nói rất chi tiết, con gái tại vì sao lại biến thành như vậy? Ba của cô ấy nói từ nhỏ đã chiều chuộng, cho nên từ nhỏ con gái đã có cái tính nóng nảy, thường xuyên xung đột với cha. Sau đó đi làm đổi rất nhiều công việc, sau đó đi làm việc gì, làm nhân viên bán hàng. Em trai của cô ấy khai ở cơ quan công an là nhìn thấy chị mình đấm mẹ, còn bóp cổ mẹ của mình. Cô gái này cũng rất thẳng thắn. Cô ấy nói từng dùng dép đánh vào mặt mẹ mình. Sau đó cô ấy nói cái gì? Cô ấy nói mọi người không biết đâu, chứ mẹ cô ấy rất nặng, có khi bế lên không nổi. Đã vậy còn hay rơi nước miếng, trên người thì có mùi hôi, đều phải dùng khăn để lau miệng cho mẹ. Thật sự rất ghê tởm. Đây là những lời sau khi cô ấy bị bắt khai ra. Bạn xem ở trong tòa án, khi cảnh sát tòa án dẫn cô ấy đi, cha của cô ấy vẫn ở phía sau nhìn theo nói, để cho ông ấy nhìn con gái lần cuối. Thật là người cha hồ đồ. Tại vì sao gia đình của họ phải chịu kiếp nạn này? Con gái tự tay đánh chết mẹ mình, tại vì sao lại chịu kiếp nạn này? Đến lúc đó người cha vẫn còn muốn nhìn con mình, còn hận mình không rèn sắt ngay lúc còn nóng. Tôi nhìn thấy mọi người đưa tin tức này cho tôi xem, tôi rất cảm khái. Tôi cảm khái điều gì? Có người từng nói đệ tử quy không công bằng,
Tại vì sao lại không công bằng? Con xem đệ tử quy là làm sao hiếu thuận cha mẹ. Cha mẹ bệnh nếm thuốc trước, ngày đêm hầu không rời giường, thật không công bằng. Tại vì sao để cho con cái của chúng ta làm những việc này? Uống những thuốc đó không sợ bị trúng độc hay sao? Thật sự có người nói lời như vậy. Chúng ta nghe rồi đừng nghĩ phải nói với họ. Được, nếu sợ trúng độc thì anh đừng uống. Để cho cha mẹ anh uống thử, để họ trúng độc. Rất tốt. Công bằng, vậy công bằng hay sao? Hết thảy thứ tốt cho anh thì là công bằng. Tôi xem được tin tức này, tôi cũng nhớ tới lời nói này. Bạn xem cô gái đó, không phải đã nói rồi sao? Mẹ không nghe lời, được. Vì khi cô ấy còn nhỏ, có nghe lời không? Nhất định là không nghe lời. Được, cô ấy nói với cha mẹ rất nặng. Khi cô ấy còn nhỏ cũng không nhẹ, bế lên cũng rất mệt, thường xuyên cũng chảy nước miếng. Khi cô ấy còn nhỏ có chảy nước miếng hay không? Khi cô ấy còn nhỏ trên người không có mùi hôi sao? Lúc đi tiểu tiện, đó không phải là hôi hám hay sao? Cầm khăn tay lau miệng thì nói thật ghê tởm. Được rồi, hiện tại nhìn thấy mẹ mình như vậy thì nói ghê tởm, được, không nói công bằng sao? Hiện tại đánh chết mẹ mình, không cần đợi tới bây giờ. Đáng lẽ cô ấy còn nhỏ, phải đánh chết mới đúng. Là công bằng mà. Những thói quen xấu này, cô ấy đều có. Tè dầm, chảy nước miếng, trên người có mùi hôi, tất cả đều có. Hiện tại đem cha mẹ đánh chết, vậy thì tốt thôi. Không cần phải đợi bây giờ. Khi còn nhỏ, đáng lẽ nên đánh chết trước. Tôi thật muốn nói lời này với cô gái đó. Làm như vậy có được hay không? Có phải là những gì cô ấy muốn? Công bằng phải không? Công bằng. Thật sự rất công bằng. Nuôi lớn như vậy rồi, cuối cùng đánh chết mẹ của mình, công bằng hay không? Công bằng ở chỗ nào? Người trẻ tuổi hiện tại toàn nói bình đẳng. Vậy bình đẳng không? Nói tự do, nói dân chủ, nói nhân quyền. Cha mẹ thì như vậy. Có từng nghĩ tới lúc mình còn nhỏ như thế nào? Mới hầu hạ được 4 tháng thì đánh chết mẹ mình. Khổng Lão Phu Tử nói phải thủ hiếu 3 năm. Vì sao vậy? Tại vì sao phải thủ hiếu 3 năm? Phu Tử nói con người từ lúc sanh ra cho tới lúc 3 tuổi mẹ phải ẵm bồng, vì không đi đứng được, không biết đi, còn phải bảo hộ, chăm sóc. Ân đức 3 năm chăm sóc nuôi nấng. Cha mẹ qua đời thủ hiếu 3 năm là ý nghĩa gì? Để báo đáp 3 năm đó. Con có thể nói đó là không công bằng hay sao? Nói đi cũng phải nói lại, 3 năm này có thể báo đáp hết không? Vậy con mới biết. Con người tại vì sao phải cảm ơn, phải hiếu thuận cha mẹ, thật không dễ dàng. Đây mới 4 tháng đã đánh chết mẹ mình. Hơn nữa lại còn thường xuyên đánh đập. Tôi lại hỏi cô gái đó, mẹ của con tại vì sao lại bại liệt nằm giường? Con có biết từ Tứ Xuyên đến Đông Quan làm công không dễ dàng chút nào không? Ra đường nhặt rác xin ăn không dễ dàng chút nào, có biết không? Làm mấy công việc này không dễ dàng chút nào. Nuôi con khôn lớn để chờ con đánh chết bà ấy. Con cảm thấy lời nói này nói được hay sao? Những lý do mà con đưa ra, con nghĩ mà xem. Lúc con còn nhỏ đều có. Tôi nghĩ cha mẹ trong thiên hạ nghe đều hiểu. Thậm chí khi con chảy nước miếng, mẹ cũng còn hung con. Khi con tè dầm, mẹ còn cảm thấy rất hạnh phúc. Trên người con có mùi hôi, mẹ con rất thích, cha con rất thích. Hiện tại con gặp phải cái này thì con đem bà ấy đánh chết. Con nói xem đạo lý này của con ở trên toàn thế giới này, ở nơi nào nói nghe lọt tai. Con nói Trung Quốc, được. Chúng ta nói văn hóa truyền thống này đều là ngu muội lạc hậu lỗi thời. Vậy ở nơi nào có thể nói nghe được chứ? Chúng ta giảng đạo đức luân lý thực ra rất dễ hiểu. Vì sao vậy? Mọi người đều cảm kích như chính mình trải qua. Tại vì sao công tố viên từ chối khi luật sư xin cơ hội cho con quay lại xã hội? Vì sao vậy? Đã dẫn tới công chúng phẫn nộ quá rồi. Thật sự là khiến mọi người phẫn nộ lắm rồi. Lời của người xưa nói khiến cho người ta căm phẫn. Nguyên nhân là gì? Hiện tại con giết người thì ở tù. Nguyên nhân là gì?
Không phải chỉ con, tôi cảm thấy cả xã hội đều suy ngẫm lại, phản tỉnh. Mỗi một gia đình đều phải suy ngẫm lại, phản tỉnh lại xem. Chúng ta vất vả nuôi nấng con cái, tương lai không lẽ là gì để chúng giết ta? Không lẽ là gì để chúng tương lai biến thành đứa con bại gia, biến thành người gây họa cho xã hội, làm ra tấm gương xấu như vậy, trở thành loại người như vậy sao? Đây là mong muốn ban đầu của chúng ta hay sao? Chúng ta sanh chúng là vì cái này sao? Vậy thì chúng ta thất bại rồi. Xuất hiện tai nạn. Nguyên nhân là gì? Con gái 14 tuổi ở trên đường tát cha mình hơn 10 cái, vừa tát vừa đá. Mọi người xem. Người làm cha vẫn luôn không đáp trả, cũng không hề tức giận. Thật sự là không nhẫn tâm xem tiếp. Đứa trẻ đánh cha trước mặt này gọi là Tiểu Tịnh, năm nay 14 tuổi, đến từ Phù Dương, tỉnh An Huy. Người đàn ông trung niên bị đánh này là cha của Tiểu Tịnh. Đối với sự đánh đập của con gái, ông ấy không hề né tránh, cũng không đánh lại. Ba không chạy, con đánh đi. Lấy 500 tệ cho con được không? Vừa mới cho hơn 200 tệ mà. Ở trước mặt các ký giả cho được không? Chúng ta không thể nói cứ mắt nhắm mắt mở hồ đồ cho qua như vậy. Nguyên nhân là gì? Vụ án như vậy quá nhiều rồi. Giết cha mẹ, chúng ta còn xem được tin tức đó. Rút gân lột da cha mẹ là sinh viên đó. Chuyện như vậy còn có giết giáo viên nữa, thật quá nhiều rồi. Giết người lớn, giết ông bà nội, đánh mắng cũng quá nhiều. Tôi cảm thấy những tin tức như vậy, lời của người cha cô gái đó nói là lời nào? Từ nhỏ nuông chiều. Cho nên con xem, chúng ta ngày nay không biết làm cha mẹ, không biết làm người lớn, con cái dạy ra như thế nào. Chỗ tôi còn có một cuốn sách là người ta tặng cho tôi. Tôi xem rồi rất kinh ngạc. Cái tựa là cha mẹ cũng là tai họa. Tôi nghĩ lịch sử loài người rất ít nghe thấy. Nghĩa là gì? Đầu tiên chúng ta nói lời này xuất phát từ đâu? Một cuốn sách bán chạy của anh có tựa là Câu lạc bộ tự sát. Bạn nghe từ cuốn sách mà họ đặt xem, Câu lạc bộ tự sát, đều là vậy. Người ta làm gì? Phàm là ai không muốn sống nữa thì đều xem cuốn sách này. Con cái người ta đang yên, đang lành, không có vấn đề gì, xem xong cuốn sách này thì muốn tự sát. Bạn nói xem tự do ngôn luận, tự do xuất bản, phương Tây này, nào chuyển tới phương Đông. Trong đó còn một nhân vật chính, thiếu nữ. Một cô gái nói ra câu cha mẹ cũng là tai họa. Lần này thì hay rồi, bọn trẻ đều học được, mỗi người đều học được. 25.000 người trên mạng thành lập một nhóm nhỏ. Quan niệm của họ là cha mẹ cũng là tai họa. Không phải cái khác mà là tai họa. Đem chúng nuôi lớn rồi còn biến thành tai họa. Tôi xem trong cuốn sách đó, tìm rất nhiều chuyên gia, học giả tới nói chuyện. Nói cái gì cũng có. Bạn xem phía sau nói như thế nào. Truyền thông nói là những đứa trẻ này nói rất nhiều lời thật tâm. Đối với cái này, cha mẹ và xã hội thực ra không cần phải cảm thấy quá kinh ngạc. Cha mẹ đều biến thành tai họa rồi, chúng ta còn không kinh ngạc hay sao? Bình thường nên như vậy. Được, tôi xem trên truyền thông tôi mới hiểu là vì sao thiện ác thị phi xấu đẹp ngày nay lại điên đảo. Đây là mỗi một ngày dạy thành. Vốn là bình thường, luôn nói mấy lời này, cha mẹ cũng là tai họa, đừng có kinh ngạc, đây là bình thường. Từ từ cũng bị thay đổi. Không biến chân thiện mỹ thành giả ác xấu không được. Làm sao được vậy? Người ta xem trên báo đều nói như vậy, ngày ngày đều dạy như vậy. Ngày nào mà không có báo buổi tối, hãy xem đi, dạy đi. Truyền thông vậy đó mà. Bạn xem còn có truyền thông nói là tổn hại thiên tính trưởng thành của con trẻ thì bị phê phán là tai họa, cũng không oan uổng. Đây là truyền thông nói như vậy. Bạn xem cuốn sách đó viết là dạy cái này, cũng chính là nói con cái mắng bạn là tai họa. Bạn nên làm như thế nào? Nên nhận tội, cha mẹ sai rồi. Vì sao vậy? Tôi có thể đã tổn hại thiên tính trưởng thành của con trẻ, tôi có tội. Tôi nuôi dưỡng chúng lớn như vậy mà sau cùng tôi còn có tội. Vì sao vậy? Tổn hại thiên tính trưởng thành của chúng. Vậy tại sao tôi phải nuôi chúng? Tôi trực tiếp giết chết chúng khi mới sanh ra không phải là xong sao?
tôi không sanh chúng ra không phải là xong sao? Đúng vậy, mọi người đều không sanh. Sau khi xem xong cuốn sách đó, mọi người không sanh con nữa. Đoạn tử tuyệt tôn. Cái gì gọi là vong quốc diệt tộc, từ đây mà bắt đầu. Thương tâm rồi, không cần thiết nữa. Nuôi đứa trẻ như vậy làm gì? Hiện tại trong thiên hạ này có bao nhiêu bậc cha mẹ thương tâm? Nguyên nhân là gì? Nuôi chúng lớn còn có tội, còn phải bị chúng mắng, chúng đánh, cuối cùng không chừng còn đánh chết mình. Truyền thông về luân lý này, con cái nên mắng cha mẹ. Tôi cảm thấy cái gì có cơ hội cần phải học bổ sung môn lịch sử. Có một câu nói rất đúng: dục diệt kỳ quốc, muốn hủy diệt một đất nước, một dân tộc, tiên đoạn kỳ sử, trước tiên phải diệt lịch sử. Hủy diệt lịch sử của nó trước, không để cho chúng xem. Tôi cảm thấy hiện tại rất cần học lịch sử mới không xảy ra bi kịch thế này. Từ nhà Tần cho tới cuối thời Thanh, hơn 2000 năm, mọi người đi xem pháp luật, đi đọc sách pháp luật, xem những điển tích này. Các triều đại đều có quy định 10 điều ác không ân xá, đại tội trọng tội, trọng phạm. Trong 10 điều ác có một điều gọi là đại nghịch bất đạo. Bao gồm cái gì? Bạn xem, phàm là đánh mắng cha mẹ trưởng bối, từ nhà Tần cho tới cuối nhà Thanh, hơn 2000 năm này đều thế nào? Treo cổ chém đầu, không có tư cách sống tiếp. Nguyên nhân là gì? Bởi vì phá hoại đạo đức nhân luân. Có người nói lời thế này, nói đó là phong kiến, lỗi thời. Hiện tại không lỗi thời nữa. Con cái giết cha mẹ, ngày ngày đánh mắng cha mẹ, cái này không lỗi thời rồi. Có tốt hay không? Tự mình lựa chọn. Cho nên ngày xưa có pháp luật này, không có ai dám mắng cha mẹ, chứ đừng nói tới đánh sát hại. Cái này không thể nào có. Nhìn thấy không dám. Thử mà xem. Sư phụ thường nói, thời kỳ đầu dân quốc còn có một cái gọi là gì? Gọi là xử lý thân quyền. Cái này là chúng ta nghe nói, nghe pháp sư nói, chúng ta cũng không biết. Sách pháp luật đích thực có. Cha mẹ là người yêu thương con nhất. Khi chúng bất hiếu, liền đi tới tòa án, tới nha môn để nói, đứa con này không còn là người nữa. Tôi xem như chưa từng sinh ra đứa con này. Tòa án cứ mặc tình xử lý. Cái này không cần thẩm phán, kéo ra ngoài liền chém đầu. Vì sao vậy? Người yêu thương chúng nhất mà chúng cũng dứt bỏ được, cho thấy chúng không còn tư cách tồn tại trên thế giới này. Không lẽ không đúng sao? Trong pháp lý câu này có lý hay không? Có lý. Người yêu thương chúng nhất mà. Vậy hiện tại được hay không? Bây giờ không được. Vì sao vậy? Bây giờ cha mẹ cũng hồ đồ. Tôi nghe nói thời gian trước có một tin tức, sau khi thấy xem xong cũng dựng tóc gái. Hai người trẻ tuổi đó làm sao kiếm tiền? Nghĩ cả nửa ngày thì nghĩ ra một cách là sanh con. Sau khi sanh ra một đứa trẻ, hiện tại có buôn bán trẻ con, đem đứa trẻ đó bán đi, hình như là kiếm được hơn 20.000 bán. Sau khi sanh xong, xem đứa trẻ như là hàng hóa đem bán đi. Họ có quan hệ gì với đứa trẻ này không? Không phải là quan hệ cha mẹ với con cái. Điều đầu tiên trong ngũ luân là phụ tử hữu thân, đó là tình thân tự nhiên, đó là xương máu của chính mình. Sau đó thì sao? Xem như hàng hóa bán đi. Bạn nói xem người bây giờ có phải là người không? Bạn nói xem không lẽ cái này gọi là tiên tiến? Chúng ta nói chúng không phải là người thì là lạc hậu hay sao? Là ngu muội sao? Cái này có bao nhiêu tiên tiến, có bao nhiêu văn minh, có bao nhiêu là tốt đẹp? Nói không thông mà, chính mình cũng không thể thuyết phục chính mình. Còn có thể nói người lãnh đạo quốc gia của các triều đại, các ngài thống trị một quốc gia, các ngài đều hồ đồ hay sao? Chế định pháp luật như thế nào? Các ngài là ngu muội lạc hậu, phong kiến mê tín, có thể hay sao? Thống trị một triều đại 300 năm, còn cai trị một cái thử xem, 300 năm. Các ngài là dựa vào duy trì văn hóa truyền thống, duy trì dân tộc này. Mọi người có cơ hội thì xem thử.
lịch sử mấy ngàn năm, không chỉ có nhà Tần, vẫn luôn là như vậy. Cũng chính là bất kỳ ai cũng không được phép phá hoại, được phép ảnh hưởng đạo đức nhân luân. Dùng phương thức gì, dùng hình thức pháp luật để ước thúc con người, không thể được. Con mắng thử xem, người người đều không dám làm ra chuyện như vậy. Mỗi người đều giống con người, dùng hình thức pháp luật ước thúc con người đều biến thành người, duy trì trạng thái con người. Cái này không tốt hay sao? Có ai bằng lòng nói để con cái mắng tôi thì tôi cảm thấy hạnh phúc, để chúng đánh tôi thì tôi cảm thấy hạnh phúc? Tôi xem được tin tức như vậy, tôi cũng muốn tương lai như vậy. Có không? Nếu như không muốn nhận kết quả như vậy thì phải tìm cho ra nhân tốt. Nhân tốt ở đâu? Văn hóa truyền thống, giáo dục thánh hiền. Có người nói đứa trẻ đó viết ra cuốn sách này, bạn xem rất nhiều tin tức truyền thông cũng có nguyên nhân và đạo lý của họ. Còn xem trên đó có ghi một câu thế này, là một ký giả ở Thượng Hải, anh ấy nói đây là một phương thức tranh thủ ngôn quyền của thế hệ trẻ. Tranh thủ đi, không phải bây giờ đều nói nhân quyền sao? Người phương Tây dạy đó mà, nói nhân quyền, mọi người đều tranh, người trong nhà trên dưới đều muốn tranh, tranh tới sau cùng, cạnh tranh mà người phương Tây dạy, tranh tới sau cùng thành đấu tranh, đấu tranh xong thì chiến tranh, chiến tranh là hủy diệt. Cho nên chúng tôi xem được cuốn sách này, chúng tôi cảm thấy cảm khái vô cùng, cảm thấy vô cùng chấn kinh. Chúng tôi ở những phút cuối của tiết mục này, hy vọng cha mẹ trong thiên hạ, thầy cô giáo trong thiên hạ, thậm chí quan viên chính phủ đều tìm hiểu văn hóa truyền thống, đều tìm hiểu Nho Thích Đạo. Thông hiểu, không thể dễ dàng mở miệng đã phủ định, nói phong kiến mê tín, lạc hậu, lỗi thời, không thể nói như vậy. Không xem thì không hiểu được, làm sao lại phê bình như vậy? Nói đi cũng phải nói lại, cái này có thể khiến thiên hạ thái bình, có thể khiến gia đình hòa hợp, thân tâm an định. Cái này không tốt sao? Trong đại học có nói, muốn thiên hạ thái bình, trước tiên phải trị quốc. Muốn trị quốc, trước tiên phải tề gia. Muốn tề gia, trước tiên phải tu thân. Từ thiên tử cho đến thứ dân, hết thảy đều phải lấy tu thân làm gốc. Điều tu thân thứ nhất, cách vật, buông bỏ dục vọng. Đây là tổ tiên dạy, đây không phải là Phật giáo dạy. Lúc đó Phật Pháp vẫn chưa du nhập vào. Con liền biết được kiến giải của anh hùng đều như nhau. Tất cả những gì Thánh Hiền nói ra đều là giống nhau. Con người làm sao mới có thể có được hạnh phúc, giảm bớt dục vọng, giảm bớt, đều trở về không rồi. Phải hạ xuống rất thấp, bình thường vậy là tốt rồi. Trong Tứ Thư có một bộ gọi là Trung Dung. Mọi người chúng ta hôm nay xem tới đây, tôi tin là rất nhiều người sẽ có cảm nhận này, cảm tưởng cũng rất nhiều. Quan trọng nhất không phải là đọc thuộc, không phải là hiểu rõ, mà là phải thật làm. Nếu như không thể làm được thì cũng chỉ là kết duyên mà thôi. Cho nên chúng tôi hy vọng mọi người, cho dù là tại gia hay xuất gia, học tập văn hóa truyền thống hay là chưa học, chúng tôi đều hy vọng mọi người nghe theo lời dạy bảo của tổ tiên, làm theo quy luật tự nhiên, căn cứ vào đạo mà sống. Những gì truyền trăm ngàn năm tới nay đều là chân lý. Không phải chân lý sẽ không truyền tới ngày nay. Nhờ đó có thể cứu mạng của chúng ta, khiến chúng ta được hạnh phúc, được quay trở lại cuộc sống tốt đẹp. Tiết mục của chúng tôi tới đây xin kết thúc. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch
Vọng Tây Cư Sĩ, Ban Biên Dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.